Phương Lương hỏi thăm về sau, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Trưởng Cô Tinh cũng chăm chú nhìn Huyền Đô Thánh Tôn, đều có chút hưng phấn. Đại Đạo Lượng Kiếp a, đây chính là bao phủ toàn bộ hỗn độn bóng ma. Tất cả người tu hành đều biết nó đem đến, nhưng không biết nó khi nào đến, không biết nó lấy loại tình thế nào đến. Thiên đạo nếu có có thế bài trừ Đại Đạo Lượng Kiếp hy vọng, Lượng Kiếp sau khi kết thúc, Thiên đạo chẳng phải là muốn trở thành toàn bộ hỗn độn trung tâm? Huyền Đô Thánh Tôn mặt không chút thay đổi nói, tự nhiên là giả nhưng giả cũng có thể trở thành sự thật, ta chỉ là không hy vọng có người đem hồng mông ma thần đặt tại thiên đạo bên trên, khiến cho thiên đạo bị hợp nhau tấn công. Chúng ta không thể mọi chuyện dựa vào hàng đạo hữu, trừ thực lực, có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải kiếp nạn. Tứ thánh trầm mặt. Phương Lương thầm mắng, ta liền biết. Cái gì thái cổ thập hiền, nghe ngược lại là rất giống chuyện. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, liên quan tới thái cổ thập hiền truyền thuyết, ta hiện tại từng cái nói cho chư vị, chư vị lại nhớ kỹ. Tứ thánh biểu lộ trở nên cổ quái, ngươi ngay cả truyền thuyết đều biên tốt. Huyền Đô Thánh Tôn phản phất không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, tự mình nói đến. Về sau không đến 5.000 năm, Thái Cổ Thập Hiền truyền thuyết liền thịnh truyền tại thiên đạo bên trong, lại từ hỗn độn thiên lộ hướng hỗn độn truyền bá. Truyền thuyết Thái Cổ Thập Hiền chính là đạo tổ ở bên trong 10 vị hạng người đại năng, cùng nhau hàng phục qua Thái Cổ Ma Thần chuyển thế la hầu, sau biến mất vô tung vô ảnh, tại đại đạo lượng kiếp trước, bọn hắn sẽ chuyển thế, trùng tu đại đạo, bọn hắn chính là tru sát hồng mông ma thần chúa cứu thế. Truyền thuyết này nghe được vô số thiên kiêu hưng phấn các thiên kiêu đều tự cho mình siêu phàm, ngược dòng tìm hiểu thiên tư của mình, đều sẽ sinh ra một cái huyễn tưởng. Chính mình có phải hay không là đại năng chuyển thế? Trong thiên đạo đã hình thành tìm kiếm thái cổ thập hiền thanh thế, nhưng muốn lan truyền đến hỗn độn các ngõ ngách, còn cần dài dằng dặc thời gian. Hơn một vạn năm về sau, hàng tuyệt còn tại tu luyện. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 800. Không 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 tuổi, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, dương hồng mông ma thần uy danh, nhấc lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội hai điệu thấp tu luyện rời xa thị phi có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo một khối sáng tạo linh thạch một kiện chí bảo tám trăm không tuổi thật sự là già nua hàng tuyệt không nhìn thẳng hệ thống bẫy rập yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai chúc mừng ngươi thu hoạch được cực hạn chí bảo diệu duyên thư diệu duyên thư cực hạn chí bảo đoạt vô thượng đại tạo hóa mà thành chí bảo có thể xuyên tạc người khác cùng mình quá khứ cùng tương lai trực tiếp cải biến hết thảy không nhận bất luận cái gì quy tắc ước thúc cùng nhìn trộn nhưng không cách nào xóa đi đại đạo, quy tắc tồn tại, mỗi lần sử dụng bảo vật này về sau, sẽ khấu trừ khác biệt đại giới tuổi thọ, bảo vật này sẽ ngủ say một đoạn thời gian, theo số lần tăng nhiều, ngủ say thời gian gấp bội tăng trưởng, đặc biệt nhắc nhở, bảo. Vật này không cách nào thăng cấp, không cách nào nhận chủ. Thứ đồ gì? Hàng tuyệt trừng mắt nhìn. Cực hạn chí bảo. Đây là mở ra màu vàng truyền thuyết, màu tím thần tạp rồi. Hàng tuyệt cẩn thận xem xét diệu duyên thư giới thiệu, hô hấp trở nên dồn dập lên. Trực tiếp cải biến hết thảy thật ngông cuồng đi Hàng tuyệt xuất ra diệu duyên thư một bản sách bìa trắng xuất hiện ở trong tay cảm nhận bóng loáng mười phần lạnh buốt lật ra cuốn sách này bên trong tất cả đều là tờ giấy trắng thường thường không có gì lạ cái đồ chơi này khó dùng a à, ta không rõ ràng muốn chụp bao nhiêu tuổi thọ đừng trực tiếp cho ta ép không có Hàng tuyệt nhíu mày hệ thống có thế trợ giúp ngươi sử dụng bảo vật này bảo vật này chính là hệ thống ẩn chứa mạnh nhất chí bảo một trong sử dụng bảo vật này cần vạn phần cẩn thận nhìn thấy hàng chữ này hàng tuyệt ngược lại là thở dài một hơi mạnh nhất chí bảo một trong một trong trực tiếp cải biến hết thảy theo hàng tuyệt chính là vô địch a còn có cái gì có thể cùng chống lại hàng tuyệt cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ta nếu là muốn ta trở thành toàn bộ hỗn độn người mạnh nhất sẽ khấu trừ bao nhiêu tuổi thọ cảnh cáo ngươi không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa sẽ lập tức vẫn lạc không đúng ta đều mạnh nhất làm sao lại vẫn lạc đang thay đổi trong quá trình ngươi còn chưa biến thành mạnh nhất liền sẽ vẫn lạc Hàng Tuyệt nhíu mày. Nguyên lai là gân gà a. À. So Ách Vận Thư còn gân gà? Chiếu hệ thống giải thích, Hàng Tuyệt muốn trực tiếp biến thành mạnh nhất, bản thân rất có thể đã là mạnh nhất. Hàng Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Sơ Thủy thần linh điều động đại đạo thánh nhân đến thiên đạo điều tra Hồng Mông Ma Thần. Chờ chút, ta có thể hay không cho mình theo một cái thân phận giả, để chúng sinh tuyệt đối sẽ không cho là hắn là Hồng Mông Ma Thần. Hàng Tuyệt tim đập nhanh hơn. Mạch suy nghĩ này rất tuyệt. Trước cam đoan tự thân an toàn, suy nghĩ thêm mạnh lên. Dù sao Hồng mông Ma Thần là hỗn độn công địch, ta muốn để hỗn độn chúng sinh cho là ta tuyệt đối vô hại. Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa, sẽ lập tức vẫn lạc. Ta muốn để hỗn độn thần minh đối với ta mãn tinh độ thiện cảm. Cảnh cáo, ngươi không thể thừa nhận biến hóa này mang tới khổng lồ tạo hóa, sẽ lập tức vẫn lạc. Tốt a à, tốt a, à. ta muốn để hỗn độn chúng sinh nhận định ta là hỗn độn ma thần chuyển thế. Hỗn độn ma thần đã là thấp nhất bậc cửa, hàng tuyệt biểu hiện ra tư chất thật đáng sợ nói hắn là thấp hơn hỗn độn ma thần tư chất, quá giật, không phù hợp lẽ thường. Bình thường sinh linh có lẽ sẽ không ý thức đến điểm mù này, nhưng hàng tuyệt cảm giác lấy hỗn độn thần minh tồn tại, tất nhiên sẽ phát giác được điểm này, sau đó tiếp tục điều tra, cuối cùng ngược lại tăng tốc hắn hồng mông ma thần thân phận bại lộ. Cần khấu trừ ngươi một nửa tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Một nửa. Hàng tuyệt trừng to mắt, kém chút đem diệu duyên thư đập xuống đất. Quả nhiên không phải đồ tốt. Bất quá hàng tuyệt vẫn là không có vứt xuống. Hắn chỉ cần đột phá, tuổi thọ liền có thể đổi mới trước bảo trụ hồng mông ma thần bí mật lại nói hàng tuyệt cắn răng lựa chọn tiếp tục diệu duyên thư đi theo bắn ra lóa mắt cường quang hàng tuyệt cảm nhận được một cổ đáng sợ hấp lực hấp xả lấy chính mình tuổi thọ của hắn không biết đi qua bao lâu hàng tuyệt lấy lại tinh thần mà đến trước nay chưa có mỏi mệt xông lên đầu lần nữa nhìn về phía diệu duyên thư trong mắt của hắn xuất hiện một tia sợ hãi cái đồ chơi này thật là đáng sợ a à. không nói trước đại giới liền nói năng lực rất dễ dàng để cho người ta nghiện Hàng Tuyệt điều ra Diệu Duyên Thư xem xét thời gian cung đao. Một ngàn vạn năm. Hàng Tuyệt sửng sốt. Hắn không biết nên cao hứng hay là thất lạc. Cao hứng là hắn chí ít sẽ không lên nghiện, thất lạc chính là chí bảo như vậy thời gian cung đao quá dài. Mỗi lần sử dụng về sau, thời gian cung đao sẽ gấp bội tăng trưởng. Lần thứ hai sử dụng về sau, chẳng phải là muốn các loại 100 triệu năm, thậm chí càng lâu. Hàng Tuyệt tất kỷ Diệu Duyên Thư, thánh niệm quét ngang thiên đạo. Chúng sinh không có biến hóa, hết thảy đều như trước. Đây chính là cải biến. Hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện hỗn độn thần minh có phải hay không cũng có tương tự chí bảo thực hạng chí bảo không cách nào diễn hóa hắn lại nghĩ tới trước đây thật lâu nghe được một thanh âm siêu thoát hư ảo nếu như hết thảy có thể cải biến vậy xác thực như là hư ảo như thế nào không thể cải biến chân thực tồn tại Hàng tuyệt điều chỉnh tâm tính không có khả năng bị diệu duyên thư ảnh hưởng tới bảo vật này nhìn như khủng bố kỳ thực quá cần tu vi đặt cơ sở chỗ trả ra đại giới tuyệt không phải ách vận thư có thể so sánh dùng diệu duyên thư giết địch có lẽ còn không bằng ách vận thư có lời càng không bằng chính mình tự mình động thủ bảo vật này nếu là rơi vào những sinh linh khác trong tay tu vi đình trệ tình huống dưới đoán chừng sử dụng hai ba lần liền có thể để người sử dụng từ đánh chết càng sâu thêm khả năng cùng hàng tuyệt lúc trước một dạng trực tiếp muốn biến mạnh nhất sau đó lập tức vẫn lạc dù sao mặt khác người tu hành nhưng không có hệ thống nhắc nhở a hắc ám cấm khu một tòa đảo hoang lặng lặng trôi nổi ở trên đảo có chính vị đạo nhân đang tĩnh tọa trong đó liền cũng có trước tiếng về Thiên đạo Thanh Phong động nhân. Thanh Phong động nhân mở to mắt, nói: "Chư vị, chúng ta hay là rời đi đi, đợi tại Thiên đạo không có ý nghĩa." Những đạo nhân khác đi theo mở mắt. Trong đó một vị đạo nhân khẽ nói: "Ta cũng đã sớm nói, liền không nên tới, Thiên đạo có hỗn độn ma thần tỏa trấn, Hồng Mông ma thần chính là hỗn độn ma thần thiên địch, một khi sinh ra, tất nhiên sẽ bị Thiên đạo vị kia hỗn độn ma thần nhằm vào, đến lúc đó đánh nhau nhất định có động tĩnh, không cần chúng ta nhìn chằm chằm vào." Những đạo nhân khác đi theo mở miệng. Đúng vậy a. À. Vị này hỗn độn ma thần thế nhưng là thắng liên tiếp hai tôn đại đạo thần linh, còn tru sát 14 vị đại đạo thánh nhân, có thể xưng mạnh nhất hỗn độn ma thần. Vậy thì đi thôi, vừa vặn chúng ta có thể tự mình mở ra đạo tràng, không cần thiết lại về cổ hoang. Không sai, Sơ Thủy thần linh bị đạo tổ dọa phá can đảm, quá mức cẩn thận, chúng ta không phải là không con cờ của hắn, hắn dùng để thăm dò thiên đạo quân cờ. Có thể hay không đắc tội Sơ Thủy thần linh. Sợ cái gì? Đạo tổ chỉ là mất tích cũng không phải là vẫn lạc, sơ thủy thần linh đoán chừng cũng không dám chạy ra cổ hoang. Đạo nhân lẫn nhau nói chuyện với nhau, ý kiến giống nhau, đều muốn rời đi. Hàng tuyệt chiến tích quá mức bưu hãn, nói thật, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, đây cũng là bọn hắn chậm chạp không dám chui vào thiên đạo nguyên nhân. Cầm đầu cao lớn đạo nhân nhìn chầm chầm thanh phong động nhân, hỏi, nói một chút ngươi đối với vị kia hỗn độn ma thần cách nhìn. Thanh phong động nhân nói, người này tàn nhẫn, lại không thị sát, hắn đối với hỗn độn ôm lấy một loại mãnh liệt căm thù, ta vừa tiến đến không bao lâu liền bị hắn xua đuổi, mặt khác, hắn đối với đạo tổ tràn ngập kính sợ, cái này nhiều hơn một loại khả năng, đạo tổ chính là núi dựa của hắn. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại thu thiên đạo người tu hành, hiểu rõ thiên đạo trăm vạn năm qua phát triển, phát hiện đạo tổ sau khi mất tích, thiên đạo bắt đầu sụp đổ, bị hắc ám tấm chủ đùa bẩn trong lòng bàn tay, thẳng đến thần uy thiên thánh quật khởi, vị này hỗn độn ma thần chỉ sợ là đạo tổ phái tới bảo vệ thiên đạo. Một khi chúng ta chui vào đi vào, đắc tội khả năng không chỉ là thần uy thiên thánh, còn có đạo tổ cao lớn đạo nhân sắc mặt âm tình biến ảo thật lâu cao lớn đạo nhân mở miệng nói tốt vậy liền rút lui đi chúng ta tử tiêu chính đạo cũng không phải thần linh chó săn không đáng vì thần linh chịu chết thánh nhân khác như rút được gánh nặng bọn hắn lúc này rời đi từ khi sử dụng diệu duyên thư về sau hàng tuyệt liền liều mạng tu luyện tranh thủ đem trừ đi tuổi thọ một lần nữa soát trở về chỉ cần hắn đột phá trừ đi tuổi thọ không coi là cái gì thời gian cực nhanh lại là một trăm không 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 năm qua đi kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 900. Không 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 tuổi, nhân sinh của ngươi lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, dương hồng mông ma thần uy danh, nhất lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một lần đạo tràng thăng cấp cơ hội. Hai, Điều thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Cùng 800. Không 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 tuổi lúc một dạng, tuyển hạng thứ nhất đều là đạo tràng thăng cấp. Hàng Tuyệt đã dùng tuổi thọ đại giới đổi lấy chúng sinh cho là hắn là hỗn độn ma thần, làm sao có thể lại đi ra Dương Hồng Mông ma thần uy danh. Hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Lần này có thể hay không mở ra khó lường chí bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hỗn độn chí bảo, Quan Thế Sơ Tâm Châu. Quan Thế Sơ Tâm Châu, hỗn độn chí bảo, khi hỗn độn xuất hiện đại thiên thế giới sau tạo ra chí bảo, chính là thế giới chi lực chỗ hội tụ mà thành khí vận chí bảo, có thể chống đỡ ngự đại đạo cấp công kích. Lại là phòng ngự chí bảo. Hàng Tuyệt mặc dù không kinh hỉ, cũng không thất lạc. Hắn lập tức xuất ra Quan Thế Sơ Tâm Châu bắt đầu luyện hóa. Quan Thế Sơ Tâm Châu hết thảy có 18 quả, nhan sắc đều có chỗ khác biệt, chăm chú kết nối thành một vòng tròn. 80 năm sau, luyện hóa thành công. 18 quả Quan Thế Sơ Tâm Châu giải tán, nhanh chóng bay múa, tại hàng tuyệt quanh thân vần quanh, khi thì kết nối thành vòng tròn, khi thì tản ra thành hình vẽ khác án, phản phất tượng trưng cho thế giới diễn biến. Hàng tuyệt xuất ra sáng tạo linh thạch, lựa chọn một đoàn ma thần chi khí bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn đi vào đạo tràng thứ hai, đem 10 vạn năm trước dùng sáng tạo linh thạch sáng tạo nhược thủy ma thần thả ra, để mộ dung khởi đến đây tiếp đi. Ngộ đạo kiếm nhìn về phía hàng tuyệt, hiếu kỳ hỏi, ngài vì sao có thể không ngừng sáng tạo hỗn độn ma thần? Hàng tuyệt lường nàng một chút, không nói gì. Lệ diêu nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hàng tuyệt nói, không sai, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, có đôi khi ngươi coi như không muốn nói, những cái kia siêu nhiên tồn tại cũng có thể bắt được trong đầu của ngươi ký ức, ngươi cũng không muốn lấy sau bị ép phản bội ta đi. Ngộ đạo kiếm liền vội vàng lắc đầu hàng tuyệt cười cười đi theo trở lại chủ đạo tràng ngộ đạo kiếm tấm tắt lấy làm kỳ lạ nói trên người chủ nhân lại nhiều chí bảo cũng không biết là từ đâu có được hắn không phải không đi ra sao quan thế sơ tâm châu xem xét liền rất bất phàm lệ dư bình tĩnh nói chỉ là ngươi cho rằng không đi ra hắn tồn tại dạng này không cần tự mình xuất phát trực tiếp thần du hỗn độn còn nhiều tìm kiếm pháp bảo thủ đoạn ngộ đạo kiếm nghe chút cảm thấy có đạo lý hàng tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hắn chợt nhớ tới một sự kiện lúc trước hắn những phát bảo kia lưu tại hệ thống trong không gian cũng vô dụng, không bằng phát cho đệ tử. Ân, về sau có cơ hội lại cho. Hàng tuyệt nghĩ xong, liền nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hắn bắt đầu chờ mong mấy triệu tuổi lựa chọn ban thưởng. Thời gian mỗi năm đi qua. 70 000 năm thoáng qua tức thì. Một ngày này, huyền đô thánh tôn thanh âm truyền vào hàng tuyệt trong tai, hàng đạo hữu mời đến càng khôn điện. Hàng tuyệt mở to mắt, thánh điện quét ngang tam thập tam tầng thiên ngoại, cũng không có cường địch khí tức hắn cùng đi theo đến càng không điện. Hoàn toàn như trước đây, chờ hàng tuyệt tới về sau, huyền đô thánh tôn mới truyền âm cho mặt khác thiên đạo thánh nhân. Nam cực thiên tôn, thiên tuyệt giáo chủ, tiêu đại đế, vô pháp thiên tôn, cầu tây lai, phương lương, hoàng tôn thiên, tấn thần, bàn tâm, từ đố đạo, tô kỳ, lý thái cổ, hỗn nguyên phật tổ, trưởng cô tinh, long hạo liên tiếp đến. Chuyện thứ nhất, thiên đạo lại nhiều một đạo thánh tịch, các ngươi thấy thế nào? Huyền đô thánh tôn hỏi. Mặc dù không cần hồng môn tử khí, nhưng chuẩn thánh viên mãn muốn chứng được thánh nhân vẫn khó như lên trời, cần các thánh nhân tương trợ, cho nên quyền quyết định liền tại thánh nhân trong tay. Chư thánh bắt đầu riêng phần mình đề cử. Hàng tuyệt thì ấn mở bưu kiện xem xét. Hảo hữu của ngươi khổng tước thần quân gặp phải kẻ thù của ngươi trớ chú ma thần tập kích. Con của ngươi hàng thác nắm giữ hỗn độn thần binh, khí vận phóng đại. Đồ tôn của ngươi sở thế nhân bước vào hỗn độn vận mệnh trường hà, khí vận phóng đại. Con cháu của ngươi hàng ngọc gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên xuyên qua thời không, gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải nguyền rủa thần bí. Kẻ thù của ngươi Sơ Mệnh Hắc Tôn luyện thành nhân quả thần thông. Hàng Tuyệt lường Hoàng Tôn Thiên một chút, tên này nhìn không hề giống bị thương nặng dáng vẻ. Ngược lại là bàn tâm, một bộ mất hồn mất phía bộ dáng. Xuống chút nữa nhìn, Sơ Mệnh Hắc Tôn tập được nhân quả thần thông, không phải là vì tránh né nguyền rủa a. Các thánh nhân hàng huyên hồi lâu, cuối cùng đề cử kỹ tiên thần là thánh nhân. Rất hiển nhiên, trong này bao nhiêu có vuốt môn ngựa hiền nghi bất quá luận tư cách, kỹ tiên thần sát thực đủ, tu vi là chuẩn thánh, nắm giữ thiên tộc, từ khi thiên tộc bị thánh nhân vứt bỏ, di chuyển đến âm gian về sau, một mực tại yên lặng kính dân, về sau đến thiên ách đại đế duy trì, thiên tộc, ách tộc thông gia, khiến cho thiên tộc càng ngày càng mạnh. Nói đến, hàng tuyệt rất lâu không có chú ý vị này đồ đệ. Năm đó phạm sai lầm về sau, kỹ tiên thần vẫn tại bế quan tu luyện, cũng không có câu án hận nào. Huyền đô thánh công lần nữa mở miệng nói, tiếp xuống nói chuyện thái cổ thập hiền, Truyền thuyết này không cách nào làm cho hỗn độn tinh phục, chúng ta cần lựa chọn ra 10 vị thiên kiêu, có thể đại biểu thiên đạo đánh ra thanh danh, không được là thánh nhân. Thái cổ thập hiền. Hàng Tuyệt Yên lặng suy tính, không khỏi dở khóc dở cười. Huyền Đô Thánh Tôn thực biết chơi a. À. Có lẽ theo đại đạo thánh nhân, buồn cười, nhưng đối với chúng sinh mà nói, vậy liền không nhất định. Người tin nhiều liền thành thật. Huyền Đô Thánh Tôn tại thần quyền cái đồ chơi này bên trên rất có thủ đoạn, trước đó chơi luân hồi không gian đến nay còn tại phát triển, đủ để thấy thủ đoạn của hắn các thánh nhân bắt đầu nói ra chính mình cảm thấy có thể trở thành thái cổ thập hiền thiên kiêu. Hàng tuyệt mở miệng nói, không cần không phải từ ẩn môn chọn, hăng quá hóa dở, ngược lại không tốt, thiên đạo cũng cần cho mặt khác người tu hành cơ hội, về sau thiên đạo chỉ có thể càng ngày càng lớn, các thánh nhân quyền lực lại không ngừng trao quyền cho cấp dưới, chư vị đều sẽ theo thiên đạo mạnh lên mà nước lên thì thuyền lên. Nghe vậy, chư thánh nhau nhau tán dương hàng tuyệt đại cách cục. Hàng tuyệt cũng sẽ không thanh cao, cảm thấy dạng này không thú vị, hắn ngược lại rất thoải mái, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài đằng sau chủ đề, hàng tuyệt không có tham dự. Thái cổ thập hiền đã định về sau, bàn tâm mở miệng nói, mệnh bị thương ta, thiên đạo khi nào tiêu diệt mệnh. Hắn ngữ khí oán giận. Thánh nhân khác trầm mặt. Mệnh cũng không phải thiên đạo có thế đối kháng, trời mới biết trong mệnh giấu bao nhiêu vị đại đạo thánh nhân. Hàng tuyệt hỏi, mệnh như thế nào treo chọc ngươi rồi. Bàn tâm cắn răng nói, bọn hắn để mắt tới hỗn độn thiên lộ, mặt khác, ta hoài nghi ta một kiện chí bảo bị mệnh thế lực trộn. Hắn thật sự là tìm không thấy lý do, nói đến, mệnh chỉ là tại hỗn độn thiên lộ du tẩu thu thập tình báo hắn bởi vì khai thiên phủ hóa thành cho bụi tiến đến phát tiết ngược lại bị giáo huấn rất thảm nam cực thiên tôn hiếu kỳ hỏi ra sao chí bảo khai thiên phủ hay là hỗn độn thanh liên thánh nhân khác biểu lộ cổ quái bàn tâm chí bảo bị trộm chẳng biết tại sao bàn tâm bị bọn hắn chầm chầm đến không hiểu bất an phản phất dê con rơi vào hang hổ hắn cắn răng nói dù sao có bảo bối bị trộm hàng tuyệt hít mắt hắn âm thầm suy tính làm sao bàn tâm trên người có khổng lồ thiên đạo khí vận hắn không cách nào tính thấu bây giờ bàn tâm đã bị nô dịch nói thế nào cũng coi là hàng tuyệt người hàng tuyệt tất nhiên muốn ra mặt hàng tuyệt mở miệng nói việc này ta sẽ cân nhắc nhưng mệnh thế lực sâu không lường được không thể hành động thiếu suy nghĩ có lẽ không cần thiên đạo xuất thủ mệnh cũng không kiên trì được bao lâu hắn mới mở miệng bàn tâm chỉ có thể coi như thôi thánh nhân khác cũng trầm tĩnh lại thật vất vả thiên đạo nên đón thái bình thịnh thế mới kiên trì mấy chục vạn năm bọn hắn cũng không muốn đánh vỡ đối với thánh nhân mà nói, mấy chục vạn năm thật rất nhanh. Bọn hắn bình thường cũng vội vàng tại tu hành, giống như hàng tuyệt, mở mắt nhắm mắt chính là một đoạn thương hải tan điền. Một lúc lâu sau, các thánh nhân riêng phần mình rời đi. Hàng tuyệt trở lại đạo quán về sau, trước truyền tống đến đạo tràng thứ hai, sẽ sinh ra đã lâu cực ám ma thần thả ra, hoàn toàn như trước đây để mộ dung khởi đến đây tiếp đãi. Đằng sau, hắn liền trực tiếp trở lại chủ đạo tràng bắt đầu tu luyện. Mệnh thế lực trục trịch, sớm muộn sẽ lần nữa tìm thiên đạo phiền phức. Hàng Tuyệt tạm thời còn không phải là đối thủ của Sơ Mệnh Hắc Tôn, cho nên cảm thấy áp lực, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện. Càng sớm thành tựu đại đạo chí thượng, càng tốt. Lờ mờ không gian, sương lớn bàn bạc. Trong một mảnh ao nước ngồi ba đạo thân ảnh, trừ Lý đạo không, Thạch độc đạo, còn có một người. Rõ ràng là Tỳ Thiên lão tổ. Tỳ Thiên lão tổ cùng quá khứ so sánh tưởng như hai người, một thân đạo bào màu đen, lông mày bởi vì trường kỳ nhíu chặt, xuất hiện một đạo phù văn dựng thẳng, còn quanh quẩn lấy một sợi âm tà chi khí, hắn càng giống là tâm ma biến thành đúng lúc này một đạo thanh âm to lớn vang lên các ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất tới cần phải chấp hành cần phải hoàn thành nghe vậy tỳ thiên lão tổ lý đạo không thạch độc đạo mở to mắt thanh âm to lớn tiếp tục nói tỳ thiên lão tổ ngươi là ba mệnh lãnh tụ tiến đến bắt lấy thông thiên giáo chủ ma tổ la hầu tỳ thiên lão tổ cao mày nói thông thiên giáo chủ quá mức cường đại chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ ma tổ la hầu đây chính là đạo tổ pháp tướng phân thân mệnh trêu chọc đại đạo thần linh lại phải trêu chọc đạo tổ sao? Lý đạo không, thạch độc đạo đi theo nhíu mày, hai cái danh tự này bọn hắn cũng đã được nghe nói, đây chính là thiên đạo trong thần thoại của lão hạng người đại năng. Thông thiên giáo chủ đã bị lão tử trọng thương, thực lực mười không còn một, các ngươi cũng có thể thuyết phục hắn, về phần la hầu, đạo tổ khí vận rải hỗn độn, pháp tướng xa không chỉ la hầu, sẽ không vì la hầu hoành không xuất thế. Hai người này trở thành mệnh về sau, bọn hắn sẽ thuộc về các ngươi, ngày sau cùng các ngươi cùng nhau hành động. Tỳ thiên lão tổ trầm mặt bên cạnh đi theo xuất hiện một cánh quan môn lý đạo không nhíu mày thạch độc đạo nhíu mày bọn hắn đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được muốn tìm phục tại mệnh trong thế lực không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn chấp hành nhiệm vụ lý đạo không là vì hàng tuyệt hiệu lực thạch độc đạo mặc dù đoán được hàng tuyệt chính là hắc ám cấm chủ nhưng ở hắn xem ra hắc ám cấm chủ mới là chân thực thân phận hàng tuyệt chỉ là hắc ám cấm chủ ngụy trang cho nên hai người trở nên cố gắng phương hướng hoàn toàn khác biệt một cái muốn diệt trừ mệnh một cái nghĩ muốn hiểu rõ mệnh tìm cơ hội dung nhập mệnh tỳ thiên lão tổ dẫn đầu đứng dậy, đi hướng quan môn, nói, đi thôi, có lẽ đây chính là chúng ta số mệnh. Thạch độc đạo theo sát phía sau. Lý đạo không do dự một chút, lựa chọn theo sau. Bọn hắn ở đây tu luyện mấy trăm ngàn năm, thực lực sớm đã nghiêng trời lệch đất, vừa vặn nhờ vào đó chiến nghiệm chứng tu hành thành quả. Trong một ngôi đại điện trống trải, âm trầm, thần bào đạo nhân ngồi tĩnh tọa ở một đạo cục sáng màu đỏ bên trong, áo bào có chút phiêu động. Một bóng người đi vào trong điện. Rõ ràng là chớ chú ma thần trớ chú ma thần xoay người hành lễ mở miệng nói thần thượng ta cần sự giúp đỡ của ngài thần bào đạo nhân mở to mắt ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm trớ chú ma thần lúc trước hắn một mực không có đem trớ chú ma thần để vào mắt trở thành hàng tuyệt nô lệ lúc cũng không có nhớ tới trớ chú ma thần đến cho nên không cùng hàng tuyệt nhấc lên hiện tại trớ chú ma thần xuất hiện hắn đang suy nghĩ muốn hay không giết tên này hướng hàng tuyệt thỉnh công chuyện gì thần bào đạo nhân lạnh lùng hỏi trớ chú ma thần căng thẳng trong lòng thần bào đạo nhân thay đổi trước kia luôn luôn cùng hắn cười to, vì sao đột nhiên trở nên như vậy lãnh đạm? Chẳng lẽ là bởi vì cùng hàng tuyệt một trận chiến, đạo tâm gặp khó? Trớ chú ma thần vừa nghĩ, vừa nói, khổng tước thần quân một mực dây dưa ta, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ phải chết trong tay hắn. Nhất lên việc này, trớ chú ma thần liền nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hắn hiện tại đối với khổng tức thần quân cừu hận đã siêu việt đối với hàng tuyệt cừu hận. Khổng tức thần quân vì sao một mực truy sát ngươi? Thần bào đạo nhân hỏi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, cái này đều có mấy trăm ngàn năm, phải là như thế nào huyết hải thâm cừu. Trớ chú ma thần buồn bực nói, ta cũng không rõ ràng, hẳn là cùng hàng tuyệt có quan hệ, từ khi rời đi thiên đạo về sau, khổng tức thần quân vẫn đuổi theo ta không thả, trước đó, chúng ta căn bản không biết. Thần bào đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nói, ý của ngươi là khổng tức thần quân thụ hàng tuyệt sai sử. Trớ chú ma thần gật đầu, cắn răng nói, 89 phần 10, hàng tuyệt tự hồ tinh thông hàng phục người thủ đoạn, ta tìm hiểu qua, thiên đạo cầu Tây Lai, vô pháp thiên tôn đều từng đối địch với hàng tuyệt, bây giờ là hàng tuyệt tại thiên đạo bên trong mạnh mẽ nhất người ủng hộ ách tộc thiên ách đại đế cũng là như thế khổng tức thần quân có thế theo thiên đạo toàn thân trở ra bản thân liền cổ quái chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn quy hàng tại hàng tuyệt không sai nhất định là như vậy trải qua thần bào đạo nhân nhắc nhở trớ chú ma thần sâu chuỗi mặt khác tình báo rất nhanh liền muốn thông hắn mặc lộ vẻ cừu hận đáng chết hàng tuyệt đoạt ta đại đạo còn một mực truy sát ta hắn mặc dù hận hàng tuyệt nhưng hắn còn không có nhằm vào qua hàng tuyệt, hàng tuyệt dựa vào cái gì một mực đuổi giết hắn. Kinh người quá đáng. Không đúng. Lấn đại đạo quá đáng. Trớ chú ma thần dương mắt nhìn về phía thần bào đạo nhân, nói, thần thượng, ta không cầu ngươi giết hàng tuyệt, trước hết giết khổng tức thần quân đi. Nhưng mà, thần bào đạo nhân không có trả lời hắn, mà là trực câu câu theo dõi hắn. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Trớ chú ma thần tự hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt độc trùng đình trệ, thân hình của hắn rung nhẹ nhẹ. Hắn mở miệng nói, nếu thần thượng khó xử, quên đi, không quấy rầy thần thượng tu hành. Hắn quay người muốn rời đi, vừa mới động, một cổ cường đại lực lượng bỗng nhiên đem hắn định trụ, hắn không thể động đậy. Nếu đã tới cũng đừng đi. Thần bào đạo nhân thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trớ chú ma thần trong tai. Trớ chú ma thần hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Thì ra là thế. Cách không được thần bào đạo nhân có thể còn sống trở về. Nước cờ này. Trớ chú ma thần đột nhiên đối với hàng tuyệt sinh ra sợ hãi. Hàng Tuyệt cũng không có nhìn bề ngoài cẩn thận như vậy, chỉ là trấn thủ một phương, hiện tại xem ra, Hàng Tuyệt một mực tại bố cục, thủ hộ thiên đạo chỉ là biểu tượng, để cho người ta nghĩ lầm hắn chỉ là sợ bị quấy rầy. Xong. Bại. Bất Chu thần sơn. Hàng Ngọc ngồi tĩnh tọa ở dưới cây già, luồng gió mát thổi qua, cùng thiên địa dung hợp, hóa thành một bộ tuyệt thế đẹp vẽ. Đúng lúc này, Hàng Ngọc đột nhiên mở mắt, hắn lông mày nhíu lại, lẩm bẩm nói, đây là gì cảm giác? Hắn đứng dậy, hướng phía dưới núi đi đến. Chân núi, một tên nữ tử áo xanh nằm trên mặt đất phần bụng bị máu tươi nhiễm đỏ sắc mặt tái nhợt hấp hối hàn ngọc xuất hiện ở trước mặt nàng chau mày bất chu thần sơn thế nhưng là cấm chỉ chiến đấu nói cách khác nàng này là mang theo thương thế đào vong đến tận đây hàn ngọc do dự một chút vung tay áo đem nó thương thế trị liệu lấy tu vi của hắn trị liệu một tên tiên cảnh tu sĩ dễ như trở bàn tay rất nhanh nữ tử áo xanh thức tỉnh hàn ngọc đã biến mất nữ tử áo xanh phát hiện thương thế của mình vậy mà khỏi hẳn không khỏi kinh hỉ nàng sờ lấy phần bụng lẩm bẩm nói nguyên lai bất chu thần sơn thật có nhân tổ ở đây bế quan nàng đứng dậy quay người nhìn về phía cái kia nhìn không thấy đích quả nhiên đỉnh núi ánh mắt của nàng trở nên kiên định dứt khoát quyết nhiên lên núi mà đi mấy tháng sau nữ tử áo xanh dừng ở một chỗ sườn núi ngẩng đầu nhìn lại cuồn cuộn lôi vân vần quanh ngọn núi hình thành một đạo vân tường không thể vượt qua nữ tử áo xanh quỳ xuống cao giọng nói vãn bối muốn bái nhân tổ vi sư tu hành đại đạo chỉ vì báo thù báo thù sau khi thành công ta nguyện đến bất chu thần sơn vĩnh viễn phục thị tiền bối thanh âm của nàng rất dễ nghe nhưng trên đỉnh núi hàng ngọc bất vi sở động nữ tử áo xanh la lên mấy ngày không chiếm được hồi phục nàng liền tìm một chỗ bắt đầu ngồi xuống tu luyện yên lặng chờ tiền bối trả lời vừa chờ này chính là ba ngàn năm dưới cây già hàng ngọc mở to mắt trong mắt lộ ra hứng thú chi sắc hắn mở miệng hỏi ba ngàn năm ngươi còn muốn lại báo thù sao đang tỉnh tọa tu luyện nữ tử áo xanh bỗng nhiên mở mắt một mặt kinh hỉ nàng liền vội vàng đứng lên hướng phía đỉnh núi quỳ lạy, ông quyền nói, tiền bối, ta muốn. Cừu hận gì, ba ngàn năm, còn không cách nào thoải mái. Nữ tử áo xanh bất quá là tiên cảnh tu vi, ba ngàn năm đối với nàng mà nói đúng vậy ngắn. Nghe vậy, nữ tử áo xanh hồi đáp, thí sư mối thù, sư phụ ta thu dưỡng ta, nuôi dưỡng ta lớn lên, đợi ta nhập thân nữ nhi, ta nếu không vì hắn báo thù, ta đời này tâm khó có thể bình an. Hàng Ngọc bấm ngón tay suy tính, biểu lộ trở nên cổ quái. Nữ tử áo xanh không có nghe được hắn nói chuyện, vội vàng nói, tiền bối, Ngài vẫn còn chứ? Ta không cần ngài giúp ta báo thù, chỉ cần truyền ta thần thông, ta báo thù đằng sau, đem Vĩnh Viễn phục thị ngài." Hàn Ngọc buồn bã nói, "Sư phụ ngươi là tiên đế, vậy ngươi cừu nhân chính là tiên đế, ngươi có biết tiên đế ý vị như thế nào?" Nữ tử áo xanh trầm mặt một hồi, cắn răng nói, "Ta biết rất khó, nhưng ta phải đi làm." "Vậy ngươi biết vị kia tiên đế phía sau là ai?" "Không biết." Nữ tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, nàng mặc dù không biết cừu gia chỗ dựa là ai, nhưng cũng minh bạch tại cái này tiên giới tất cả người tu hành đều có chính mình quan hệ tu vi càng cao quan hệ bối cảnh càng lớn hàn ngọc hững hờ nói đó là một vị thần cảnh nữ tử áo xanh toàn thân rung lên không khỏi cúi đầu thần cảnh nữ tử áo xanh không dám tưởng tượng nàng chỉ nghe nói qua tiên đế phía trên có thần cảnh tồn tại nhưng chưa từng thấy qua nàng từng mắt thấy một vị tiên đế xuất thủ có thể nói là trích tinh na nguyệt bài sơn đảo hải cường đại tuyệt luân tiên đế còn như vậy chớ nói chi là thần cảnh vị kia thần cảnh phía sau là ai ngươi có biết nữ tử áo xanh đầu thấp đủ cho càng sâu. Hàn Ngọc tiếp tục nói, quan quan tương báo khi nào, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cừu hận sẽ chỉ vô cùng vô tận, cần gì chứ? Nữ tử áo xanh cắn răng nói, ta không cam tâm, dù có chết, ta cũng muốn báo thù. Hàn Ngọc không nói thêm gì nữa. Nữ tử áo xanh quỳ hoài không dậy. Cái quỳ này chính là 500 năm. Nàng một bên quỳ, một bên nạp khí tu luyện, trong đầu còn tại hồi ức vị tiền bối kia. Nàng đến cùng có nên hay không báo thù? một ngày này hàng ngọc thanh âm lần nữa đáp xuống ngươi có thể nghĩ thông nữ tử áo xanh hoảng hốt một chút vô ý thức nói ta muốn báo thù khi nàng nói ra hai chữ cuối cùng lúc thần sắc trở nên kiên định thoại âm rơi xuống trên đỉnh đầu cùng cuộn lôi vân bỗng nhiên tán đi từng sợi ánh nắng vương vãi xuống chiếu rọi tại nữ tử áo xanh trên thân để nàng phản phất giống như cách một thế hệ nàng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy bên vách núi đứng đấy một bóng người ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng nàng tập trung nhìn vào không khỏi bị kinh diễn đến nàng coi là vị tiền bối này tóc trắng xóa, không nghĩ tới là tuấn Mỹ như thế nam tử, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy nam tử anh tuấn, nhất thời thất thần. Hàng Ngọc cười nói, lên đây đi, đã ngươi khăng khăng như vậy, ta liền truyền cho ngươi thần thông, nhưng ta không thu ngươi làm đồ đệ, chẳng qua là vì khô khang tuế nguyệt tăng thêm một tia hứng thú thôi. Tuế nguyệt như thời gian qua nhanh, một đi không trở lại. Hàng Ngọc nhận lấy nữ tử áo xanh về sau, lại qua ngàn năm. Dưới sự chỉ điểm của Hàng Ngọc, nữ tử áo xanh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phần lớn thời gian, Hàng Ngọc đều là ngồi tĩnh tọa ở dưới cây già, nhìn qua nữ tử áo xanh tu luyện thần thông, cuộc sống như vậy để hắn cảm thấy không sai, chí ít không có dĩ vãng như vậy cô đơn. Một ngày này, nữ tử áo xanh vừa tu luyện xong thần thông, đi vào Hàng Ngọc trước mặt tọa hạ, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngài đến cùng là người phương nào, ta nghe nói bất chu thần sơn chủ nhân từng là nhân tộc chí cường giả, nhân tộc có thế có hôm nay, ngài có lớn lao công lao. Hàng Ngọc mắt cũng không trợn, nói, đều là tin đồn thôi, ta bất quá là cùng hồng trần không hợp nhau người tu đạo. Nữ tử áo xanh truy vấn, vậy ngài ra sao tu vi? Thần cảnh? Hay là trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên? Hàng Ngọc nói, chờ ngươi đạt tới cảnh giới của ta, tự nhiên có thể nhìn thấu tu vi của ta. Ta có thể đạt tới cảnh giới của ngài. Nữ tử áo xanh kinh hỉ hỏi. Hàng Ngọc cười nói, cũng thế, ngươi chỉ sợ phải chết tại cừu gia trong tay, không có ngày đó. Nữ tử áo xanh biểu môi, tiền bối luôn luôn đã kích nàng, cho rằng nàng không có khả năng báo thù. Nàng đi theo hỏi, ta khi nào có thể thành tựu đế cảnh? Hàng Ngọc lo lắng nói, đoán chừng phải mấy vạn năm đi. Mấy vạn năm. Nữ tử áo xanh động dung, cắn răng, đứng dậy đi đến một bên bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bất chu thần sơn đỉnh núi khôi phục lại bình tĩnh, ở chỗ này, không có thời gian vết tích, hết thảy phản phất vĩnh hằng. Hơn hai vạn năm đi qua. Hàng tuyệt trước mắt nhảy ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ mấy triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước dài, ngươi có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, truyền đạo hỗn độn, nhấc lên đại đạo lượng kiếp, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một tôn đại đạo thánh nhân cấp thủ vệ. Hai, điều thấp tu luyện, bảo trì bản tâm, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, mở ra đạo tràng thứ ba. Hàng tuyệt nhãn tình sáng lên. Đến rồi. Không hổ là mấy triệu tuổi thọ thần sinh nhật, hệ thống không có làm chuyện ấn ở bên trong. Hàng tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Đạo tràng thứ ba tốt, kế thừa chủ đạo tràng hết thảy, còn có thể tiến hành truyền tống, ngày nào chủ đạo tràng bị công phá, hắn còn có thể trực tiếp chạy trốn tới đạo tràng thứ ba đi. Đạo tràng thứ ba không có khả năng lưu tại trong thiên đạo, nhất định phải ở trong hỗn độn tìm tới thích hợp ẩn nấp chỗ, tốt nhất không người biết được. Hàng Tuyệt lấy trước ra sáng tạo linh thạch, cùng bên trong một đoàn ma thần chi khí dung hợp. Thiên đạo linh thạch nên dùng tại trên thân ai? Khai Thiên phủ đã là cực hạn đạo bảo, mạnh hơn mà nói, Hàng Tuyệt có thể hay không khống chế không nổi. Lưu cho Ách vận thư, cảm giác cũng không có gì đại dụng, hàng tuyệt tạm thời không có cần đem nó rủa chết mục tiêu. Về phần sơ mệnh hắc tôn, còn phải giữ lại cổng hắc ám cấm chủ nồi. Thôi, trước giữ đi. Hàng tuyệt xuất ra mảnh vỡ đại đạo, tích lũy đến nay, rốt cục lại một lần tích đầy chính khối. Đại đạo thần thông mới, hàng tuyệt sớm đã nghĩ kỹ. Nên cho hắc ám cấm chủ vũ trang năng lực thực chiến. Hắn muốn sáng tạo ra một đạo có thể trong mộng giết địch thần thông. Chính khối mảnh vỡ đại đạo lập tức dung hợp, hàng tuyệt đi theo tiến vào trạng thái ngộ đạo bất chu thần sơn chi đỉnh. Hàng Ngọc nhìn qua từ trong lôi kiếp đi về tới nữ tử áo xanh, cảm khái cười nói, rốt cục thành tựu đế cảnh, coi như không tệ, sao ta dự đoán phải sớm. Nữ tử áo xanh đi vào trước mặt hắn, nửa quỳ mà xuống, hành lễ nói, đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối vung trồng, ta tuyệt không hôm nay chi thành tựu. Hàng Ngọc cười cười. Nữ tử áo xanh cắn răng nói, tiền bối, ta hiện tại có thể đi báo thù sao? Hàng Ngọc nhắm mắt lại, nói, kẻ thù của ngươi, trước đó không lâu vừa chứng được thần cảnh nữ tử áo xanh như bị sét đánh trừng to mắt thân thể không khỏi run rẩy lá rụng thổi qua lúc này cảnh này nhiều hơn một phần điều hiu cùng thê lương đối phương là thiên kiêu nữ tử áo xanh đắng chát mà hỏi thiên kiêu là thời đại này chói mắt nhất tồn tại thiên kiêu vô số đây cũng là một cái thịnh thế nhưng bởi vì là thiên kiêu thịnh thế chúng sinh nhìn trời kiêu rất khoan dung bởi vì thiên kiêu biểu thị hy vọng tượng trưng cho ngày khác thiên đạo gặp nạn lúc lực lượng trung kiên các đại khí vận giáo phái đều sẽ quá nhiều chiếu cố Hàng Ngọc nói, từng, có đại la chi tư. Nữ tử áo xanh mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đại la kim tiên. Đó cũng đều là con đường tu hành tổ sư cấp bậc tồn tại. Nữ tử áo xanh không cam tâm, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chầm chầm Hàng Ngọc, hỏi, tiền bối, ta thật không có hy vọng báo thù sao. Hàng Ngọc nói, trên đời không có nhiều như vậy may mắn, ngươi có thể được ta cứu, đã là ngươi đời này lớn nhất khí vận, ngươi vốn là người đáng chết, có đôi khi buông xuống càng khó, cũng là càng lớn cảnh giới. Nữ tử áo xanh cúi đầu. Hàng Ngọc lo lắng nói, ta từng cũng tâm hoài báo thù lửa giận, gia tộc của ta, cha mẹ của ta, huynh đệ tỷ muội của ta, thậm chí người trong lòng của ta đều chết tại trước mắt ta, một khắc này, ta cừu hận toàn bộ thiên địa, cừu hận tiên thần, cừu hận trời, cừu hận sự bất lực của mình. Nữ tử áo xanh ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem hắn. Hàng Ngọc nói, về sau, có người giúp ta báo thù. Nữ tử áo xanh nhãn tình sáng lên, tiền bối là là ám chỉ nàng. Hàng Ngọc ngữ chuyển hướng, nói, chỉ là báo thù thì như thế nào? Ngươi nhìn bây giờ ta, lẻ loi một mình, trong coi ngọn núi này, không chỗ nương tựa, ta nếu là không báo thù, cừu gia kia cũng không sống nổi mấy trăm ngàn năm, ta báo thù ý nghĩa làm sao tại. Nữ tử áo xanh quật cường nói, chí ít ngày đại thù đến báo, không có vướng víu, ta không cam tâm để cho ta cừu gia lại tiêu giao mấy trăm ngàn năm. Hàng Ngọc bất đắc dĩ nói, nói thật cho ngươi biết, thiên kiêu kia lưng tựa tiệt giáo, tiệt giáo nội tình không cần ta nói a. À. Tiệt giáo. Nữ tử áo xanh lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nàng mặt lộ đắng chắc dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được những năm này tu luyện không có ý nghĩa hàn ngọc không có an ủi nàng kỳ thật vị thiên kiêu kia trong mắt hắn căn bản tính không được cái gì hắn thậm chí chỉ cần tìm người nói một chút việc này liền có thể định vị thiên kiêu kia sinh tử chỉ là hắn không có lý do gì đi làm hắn có thế không thua thiệt vị này nữ tử áo xanh hàn ngọc mở to mắt nói ngươi như muốn báo thù vậy liền xuống núi tìm kiếm lợi hại hơn đại năng tương trợ nếu là ngươi vận khí tốt có lẽ có thế thành nữ tử áo xanh đứng dậy hít sâu một hơi hướng hàng ngọc xoay người hành lễ sau đó nghĩa vô phản cố đi xuống núi hàng ngọc nhắm mắt tiếp tục tu luyện vốn là trên con đường tu hành một đoạn nhạc đệm hắn căn bản không thèm để ý mấy tháng sau nữ tử áo xanh lại trở lại trên đỉnh núi nàng nhìn chằm chằm hàng ngọc nói ta một đường đi đến bất chu thần sơn chân núi suy nghĩ rất nhiều ta đi báo thù nhất định phải chết vì sư phụ chiến tử ta không oán không hối nhưng ta đã đáp ứng ngài muốn phục thị ngài ngài dạy ta mấy vạn năm ta liền như vậy đi chết ta đối với ngài tới nói không phải liền là thua thiệt. Ta nguyện phục thị ngài, đợi ta đại nạn sắp tới lúc, ta lại đi báo thù, dù có chết, cũng coi như nổi ta chết đi sư phụ. Hàng Ngọc không có nói tiếp. Nữ tử áo xanh đi đến một bên, tại nguyên lai tu hành địa phương ngồi xuống. Bất chu thần sơn vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rất nhỏ lay động thiên địa vạn vật. Hàng tuyệt bỏ ra 81 năm mới sáng tạo ra hắn ngưỡng mộ trong lòng đại đạo thần thông. Mặc dù là đại đạo thánh nhân, cũng rất khó sáng tạo ra đại đạo thần thông, đại đạo thần thông không chỉ là đại đạo cấp thần thông mà là đại đạo bản nguyên diễn hóa kêu cái gì đâu mộng sát không được hạ giá hàng tuyệt tự lẩm bẩm xoắn suýt trong chốc lát hắn đem thần thông này tên là hắc ám cấm vực thần thông này không chỉ là trong mộng đối với địch nhân tạo thành tổn thương dù sao cũng là mộng thương tổn như vậy rất khó thương tới bản tôn thế là hắn nghĩ tới hư hồn đại thánh hắc ám bản năng bắt chước nó áo nghĩa sáng tạo ra hắc ám cấm vực hắc ám cấm vực đem mộng cảnh diễn biến thành lĩnh vực thần bí có thể đem song phương nhục thân kéo vào mảnh này lĩnh vực thần bí tiến hành đơn đấu hắc ám cấm vực không nhận nhìn trộm trong chiến đấu hàng tuyệt chỉ cần có thể tru sát đối phương liền không sợ bại lộ hàng tuyệt tâm tình vui vẻ lại nhiều một cọc viễn trình giết địch thủ đoạn tâm tình không tệ hắn bắt đầu vì bách nhạc tiên xuyên đệ tử giảng đạo tại phân thân trợ giúp dưới trong những năm này lý huyền áo hướng trong bách nhạc tiên xuyên chuyển vận không ít thiên kiêu đệ tử số lượng đã vượt qua năm triệu trước kia số lượng có thể khống chế là bởi vì lý huyền áo nghiêm cấm đệ tử sinh dục về sau lý huyền áo thường xuyên ở bên ngoài hàng tuyệt cũng không xuất đầu lộ diện không ít đệ tử nhịn không được sinh hạ tử đệ bất quá có chu minh nguyệt xuất lĩnh ẩn phạt mạch tại loại hiện tượng này không dám khuếch trương chỉ là tuế nguyệt quá lâu tích lũy tháng ngày các đệ tử số lượng hay là gấp bội tăng trưởng giảng đạo trăm năm về sau hàng tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện đồ tôn của người sở thế nhân bởi vì truyền đạo ức vạn sinh linh thu hoạch được đại đạo công đức hảo hữu của người tà thiên đế gặp phải nguyền rủa thần bí đồ đệ của ngươi kỹ tiên thần chứng đạo thành tựu hỗn nguyên đạo quả đồ đệ của ngươi chu phàm xuyên qua thời không nghịch thiên cải mệnh hảo hữu của ngươi mạc phục cừu phục sinh con của ngươi hàng thác gặp phải yêu ma thần bí tập kích kích năm mươi không chín ba hai bảy hai hảo hữu của ngươi cảnh thiên công được ngươi hảo hữu tỳ thiên lão tổ chỉ điểm đạo hạnh phóng đại hảo hữu của ngươi cảnh thiên công bởi vì miền rủa quá nhiều đỉnh ngộ một tia trớ chú đại đạo con cháu của ngươi hàng ngọc cảm ngộ thiên địa chân nghĩa thần du thái hư hàng tuyệt trừng mắt nhìn chu phàm đem mặt phục cừu sống lại đây là làm sao làm được. Nếu là ở quá khứ liền phục sinh, vậy mặt phục cừu hẳn là một mực sống ở trong trí nhớ của hàng tuyệt. Hàng tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch, nhìn thấy mặt phục cừu ảnh chân dung xác thực lại xuất hiện. Có chút ý tứ. Hàng tuyệt nhìn thấy mặt phục cừu, không khỏi lâm vào hồi ức bên trong. Lúc đó tất cả mọi người là thiếu niên A. À. Mặc phục cừu hăng hái, mà hàng tuyệt cẩn thận nhắc gan, đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Hàng tuyệt tiếp tục nhìn xuống, hồi lâu không có chú ý cảnh thiên công lại bắt đầu sinh động, tên này trước đây thật lâu liền rời đi thần cung tiến về hỗn độn không nghĩ tới còn tại một mực nguyền rủ người không hổ là hắc ám tấm chủ trung thực tín đồ tỳ thiên lão tổ vì sao chỉ điểm hắn hàn tuyệt cảm thấy thú vị nhưng cũng chỉ là thú vị dù sao cảnh thiên công là người của hắn độ thiện cảm một mực không có hạ xuống xuống chút nữa nhìn hàn tuyệt lại nhìn thấy một đầu bưu kiện kẻ thù của ngươi trớ chú ma thần gặp phải hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân tru sát hình thần câu diệt trớ chú đại đạo quy về hỗn độn trớ chú ma thần không có Hàng tuyệt điều ra quan hệ nhân mạch nhìn, phát hiện ảnh chân dung thật không có. Nét mặt của hắn cổ quái. Trước kia hắn còn cầm trớ chú ma thần làm đại bút nhìn, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Cũng tốt, lúc này mới có thể lộ ra sự cường đại của ta. Không cần tự mình xuất thủ, liền diệt đi một tôn tìm ẩn đại địch. Trớ chú ma thần vẫn là cụ hữu thâm viễn ý nghĩa, mang ý nghĩa hắc ám cấm chủ ước thúc trên phạm vi lớn hạ xuống. Không thể không nói, thần bào đạo nhân là một nhân tài trước đó đến đây tập kích thiên đạo liền lưu lại hai cái chuẩn bị ở sau tuyệt đối là cực kỳ coi trọng đối thủ loại người này mặt ngoài khinh miệt địch nhân cố ý kiến tạo chính mình ngu xuẩn hình tượng vụn trộm chuẩn bị các loại thủ đoạn làm địch nhân rất buồn nôn làm chính mình chó săn sự tình giao cho hắn rất yên tâm hàng tuyệt đối với thần bào đạo nhân hảo cảm tăng trưởng một đường đem tất cả bưu kiện sau khi xem xong hàng tuyệt bị khơi gợi lên hồi ức đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút tại thiên đạo bên trong hắn là tuyệt đối vô địch không sợ gặp được nguy hiểm dù sao tuế nguyệt dài dằng dặc rút cái trăm năm thời gian dạo chơi thiên đạo đi thể nghiệm một chút lập tức cùng cuộn hồng trần hàng tuyệt phân ra một đạo hồn niệm hóa thành phân thân cấp tốc bay hướng tiên giới bản tôn thì tiếp tục tu luyện phân thân hình tượng cùng bản tôn một dạng mặc dù một thân chí bảo là hư ảo nhưng bức cách còn tại hàng tuyệt không muốn ngụy trang chính mình cẩn thận trăm vạn năm tại địa bàn của mình còn giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi hắn cũng không phải cải trang vi hành chỉ là muốn nhìn xem trong nhân thế trạm thứ nhất là bất chu thần sơn hắn tại trong bưu kiện thấy được hàng ngọc tình huống tiểu tử này thật cùng hắn rất giống tại từ từ tuế nguyệt bên trong lắng động an tâm tu luyện bất chu thần sơn trên đỉnh núi hàng ngọc ngồi dưới tàn cây nhìn qua đang đánh quét đạo quán nữ tử áo xanh bất đắc dĩ nói không cần quét dọn ta lại không nổi bên trong giữ lại nó chỉ là nhớ thương sư phụ ta thôi nữ tử áo xanh vốn có thế thi pháp nhưng cảm giác được quá dở hơi cho nên mới tự mình động thủ nghe nói hàng ngọc đề cập sư phụ nữ tử áo xanh đi ra đạo quán hiếu kỳ hỏi, sư phụ của ngài nhất định rất lợi hại a. À? Hắn đi đâu? Hàng Ngọc ánh mắt trở nên phiêu hốt, lo lắng nói, ta không rõ ràng, nhưng hắn nhất định đang truy đuổi đạo của chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về. Ngài sư phụ so ngài còn lợi hại hơn. Nữ tử áo xanh hiếu kỳ hỏi, Hàng Ngọc khí độ là nàng gặp qua nhất trầm ổn, lớn nhất tiên phong đạo cốt, không có cái thứ hai. Hàng Ngọc cười nói, đó là tự nhiên, ta cho là ta sư phụ là mạnh nhất. Mạnh nhất? Nữ tử áo xanh trừng mắt nhìn, cũng không có tin, dù sao thiên đạo không gì sánh được bao la, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, không ai nói rõ được cất giấu bao nhiêu thái cổ đại năng, huống chi còn có thánh nhân truyền thuyết. Ồ, sư phụ ngươi là mạnh nhất, vậy ta tính là gì? Một thanh âm bay tới, hàng ngọc, nữ tử áo xanh quay đầu nhìn lại. Chính là hàng tuyệt. Hai người đều bị kinh sợ. Hàng tuyệt người mặc tuế miệt trầm đạo bào, đầu đội thái sơ thần minh quang, uy vũ bá khí, eo quấn tam thiên thiên long cân, sau lưng có long ảnh chập chờn, nhìn thấy người hoa mắt, hai tay trên cổ tay hỗn tuyệt kim cương trắc cháy lên liệt diễm, quan thế sơ tâm châu tại quanh người hắn vần quanh biến ảo các loại hình thái lại thêm hắn cái kia tuyệt thế vô song dung nhan dù là hàng ngọc cũng nhìn ngay người hàng ngọc dọa đến liền vội vàng đứng lên xoay người hành lễ trung giọng nói đương nhiên là ngài mạnh nhất sư phụ ta cùng ngài so sánh trên căn bản không được mặt bàn nữ tử áo xanh lấy lại tinh thần mà đến nhìn thấy hàng ngọc thất thố như vậy nàng không khỏi chấn kinh hoài nghi mình con mắt nàng quan sát tỉ mỉ hàng tuyệt đột nhiên cảm giác được hàng tuyệt cùng hàng ngọc cực kỳ tương tự phản phất thân huynh đệ Hàng Ngọc chú ý tới ánh mắt của nàng, thấp giọng quát nói, làm càng. Lăn xuống núi đi tu luyện, không có ta mệnh lệnh, không được lên núi. Nữ tử áo xanh bị hù dọa, Hàng Ngọc còn là lần đầu tiên lộ ra hung thái, dọa đến nàng vội vàng hướng Hàng Tuyệt xoay người hành lễ, đi theo bay xuống núi đi. Hàng Tuyệt rơi ở trước mặt Hàng Ngọc, cười nói, làm gì tức giận như vậy? Nàng là gì của ngươi? Hàng Ngọc cố nén khẩn trương, câu thúc nói, xem như nửa cái đồ nhi đi. Bất chu thần sơn trên đỉnh núi, Hàng Tuyệt cùng Hàng Ngọc ngồi đối diện dưới tàn cây, Hàng Tuyệt để Hàng Ngọc nói một chút những năm này kinh lịch, Hàng Ngọc không dám giấu giếm. Nói đến, hai người kỳ thật chỉ thấy qua mấy lần, phần lớn hay là tại báo mộng bên trong. Hàng Ngọc bây giờ biết được vị lão tổ tông này thân phận, mười phần câu nệ. Tổ tông quan hệ nói đến có huyết thống, nhưng cách quá xa, hai người lại không có sớm chiều chung đụng, Hàng Ngọc rất khó cùng Hàng Tuyệt thân cận. Hàng Tuyệt kiên nhẫn nghe Hàng Ngọc giảng kinh lịch, nghe được say sưa ngon lành. Không thể không nói, Hàng Ngọc mặc dù thường xuyên khổ tu, nhưng trước đó tiến về hỗn độn kinh lịch so Hàng Tuyệt cả cuộc đời còn muốn phong phú, qua đi tới mấy ngày, Hàng Ngọc vừa rồi kể xong. Thật không có, ta toàn bộ giao phó xong. Hàng Ngọc hơi có vẻ ủy khuất nói. Hàng Tuyệt cười nói, không tệ không tệ, rất đặc sắc, ta nghe rất thú vị. Hàng Ngọc bất đắc dĩ, vị lão tổ tông này là chuyên môn tới nghe chuyện xưa. Chính ngài bấm ngón tay tính toán, thế gian này hết thảy chẳng phải đều nhập trong mắt ngươi. Hàng Ngọc chỉ có thể ở trong lòng đậu đen rau muốn, không dám nói ra khỏi miệng. Trên thực tế hắn vẫn rất cao hứng. Hàng Tuyệt có thể tìm hắn, nói rõ còn để ý hắn, để hắn thụ sủng nhược kinh. Trước mắt vị lão tổ tông này thế nhưng là thánh nhân cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy siêu nhiên tồn tại. Hàng Tuyệt nói, bảo trì dạng này tu hành thái độ, ngày sau ta sẽ đề điểm ngươi, thánh nhân không phải là ngươi xa không thể chạm mộng, càng sẽ không là của ngươi điểm cuối cùng. Hàng Ngọc nghe chút, lập tức kích động, vội vàng khấu tạ Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt cười nói, dung mạo ngươi thật giống ta, đáng tiếc huyết mạch cách quá xa, tư chất không có hoàn toàn kế thừa, bất quá chỉ cần ngươi có một viên kiên cường tâm, sớm muộn sẽ vượt lên trên chúng sinh, nhớ ngày đó, ta cũng bất quá là phàm nhân. Hàng Ngọc hưng phấn gật đầu, hắn lúc trước cũng có chút mê mang, không biết tự mình lựa chọn đường có chính xác không, bây giờ đạt được hàng tuyệt tán dương, niềm tin của hắn tràn đầy. Hàng tuyệt đứng dậy, đem thiên nguyên trạc xuất ra, đây là thiên đạo linh bảo, cũng là phòng ngự phát bảo. Đây là thiên nguyên trạc, thiên đạo linh bảo, xem như lễ gặp mặt. Hàng Ngọc tiếp nhận thiên nguyên trạc, không khỏi thụ sủng nhược kinh. Hắn vô ý thức muốn từ chối nhã nhặn, có thế vừa nghĩ tới hàng tuyệt chính là trưởng bối, hắn nếu là cự tuyệt, chẳng phải mỏng hàng tuyệt mặt mũi đừng nhìn hàng tuyệt cùng hắn vẻ mặt ôn hòa hắn nhưng là nghe nói qua hàng tuyệt những cái kia khủng bố truyền thuyết tại chư thánh bên trong hàng tuyệt tuyệt đối là vô cùng tàn nhẫn nhất vị kia đúng rồi năm đó hàng thác không có đi cứu ngươi không phải hắn ý chí sắt đá là hắn lúc ấy bị trấn áp tại âm gian chịu đựng ngươi tưởng tượng không đến thống khổ hắn a à, kỳ thật giống như ngươi lẽ loi trơ trọi hành tẩu giữa thiên địa hắn không đến 20 tuổi liền rời đi ta một mực không biết thân phận chân thật của ta thẳng đến theo tà thiên đế vừa rồi rõ ràng thân phận của ta Hàng tuyệt ý vị thâm trường nói. Hàng ngọc sắc mặt trở nên phức tạp. Hàng tuyệt cũng không có nhiều lời, quay người rời đi. Tổ tông, ngài đi chỗ nào? Du lịch tiên giới cùng chư thiên. Ta. Cố gắng tu luyện cho tốt đi, hẳn là ta còn cần ngươi bảo hộ. Hàng tuyệt tiếng cười dần dần đi xa, hàng ngọc trong lòng cảm khái vạn phần. Như thế nào đắc đạo, đây cũng là. Tùy tâm sở dục, tiêu giao giữa thiên địa. Hàng ngọc ánh mắt trở nên kiên định, hắn cũng muốn trở nên giống như hàng tuyệt. Một bên khác hàng tuyệt thuận bất chu thần sơn đi xuống dưới đi hắn muốn lãnh hội một chút bất chu thần sơn vĩ ngạn nói đến núi này vẫn là hắn tặng cho lý đạo không ven đường hắn gặp phải nữ tử áo xanh ngay tại trên sườn núi ngồi xuống tu luyện hàng tuyệt khí tức hư vô nữ tử áo xanh cũng không có bắt được nhìn xem nàng hàng tuyệt giật mình tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo quan hoa cấp tốc tràn vào nữ tử áo xanh trong đầu đó là hàng tuyệt đại đạo cảm ngộ tuy chỉ là một tia nhưng đủ để tăng lên phàm linh ngộ tính từ khi tần linh sau khi rời đi Hàng Ngọc một thân một mình, thật vất vả có nửa cái đồ đệ, Hàng Tuyệt cảm thấy mình cũng nên chiếu cố một chút. Giới hạn tại đây. Không biết đi qua bao lâu, nữ tử áo xanh từ từ mở mắt. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy thiên địa thay đổi. Chính xác là nàng giác quan thuế biến. Nàng đối với tiên thiên chi khí, linh khí, tinh hoa nhật nguyệt bắt càng thêm mẫn cảm. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử áo xanh nhíu mày, tự lẩm bẩm. Về phần Hàng Tuyệt, sớm đã rời đi. Lúc này, Hàng Ngọc thanh âm đáp xuống, lên đây đi nữ tử áo xanh nhãn tình sáng lên lúc này lên núi rất nhanh liền tới đến hàng ngọc trước mặt hành lễ hàng ngọc tự nhiên nhìn thấy hàng tuyệt đối với hàng ngọc vẫy tay từ đó về sau nữ tử áo xanh liền lâm vào trạng thái đốn ngộ rất rõ ràng nha đầu này đến đại cơ duyên hàng ngọc ánh mắt phức tạp thăm thẳm hỏi cảm giác như thế nào đối với nữ tử áo xanh hắn kỳ thật cũng không tính đặc biệt ưa thích hắn chỉ là thuận tiện để cho người ta làm bạn chính mình nhưng nếu là nha đầu này mạnh lên tất nhiên sẽ đi báo thù lão tổ tông a ngài là không phải hiểu lầm ta cùng nàng quan hệ. Nữ tử áo xanh hưng phấn nói, ngài đã nhìn ra. Ta đột nhiên cảm giác hết thảy cũng không giống nhau. Hàng Ngọc gật đầu, nói, có lẽ là đạt được thiên địa cảm ngộ đi, như thế cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngày sau chưa chắc sẽ lại có. Nữ tử áo xanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng hiếu kỳ hỏi, vị tiền bối kia đâu? Đã rời đi. Hắn là người phương nào, ngài huynh trưởng? Hàng Ngọc trừng nàng một chút, mắng, không được nói bậy, Hắn chính là ta lão tổ tông, việc này về sau coi như quên, không được cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Lão tổ tông. Nữ tử áo xanh tấm tắt lấy làm kỳ lạ, mặc dù thế gian có trú ngang chi đạo, có thế hàng tuyệt cho nàng cảm giác cũng không già nua. Trách không được tiền bối đối mặt hắn như vậy kinh hoảng. Tiền bối, hắn rất mạnh sao? Sao ngài sư phụ còn mạnh hơn? Nữ tử áo xanh hiếu kỳ hỏi. Hàng ngọc ánh mắt phức tạp, lấy một loại khó mà phỏng đoán ngữ khí nói ra, ngươi gặp được chân chính trời cái này sẽ là ngươi vô luận như thế nào tu luyện đều chạm đến không đến tầm mắt nữ tử áo xanh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ hàng ngọc rời đi bất chu thần sơn về sau hàng tuyệt đi bộ hành tẩu ở giữa thiên địa một mực không có dừng bước lại sông núi hồng tuấn đầm thung lũng lớn các loại tráng lệ cảnh đẹp từ trước mắt hắn thổi qua trong lúc đó hắn còn gặp được rất nhiều người tu hành bất quá nhìn hắn khí thế bất phàm cũng không dám tới gần hàng tuyệt một bên du lịch một bên nhớ lại đi qua từng có lúc vùng thiên địa này là hắn kính úy tồn tại hắn thậm chí không dám đặt chân. Mỗi năm đi qua. Một ngày này, hàng tuyệt đi vào một đầu đường núi gập gần bên trên, đường núi vòng quanh dãy núi uống lượng mà lên, chỗ giữa sườn núi có một đám nhà gỗ lầu cát, tựa như thôn trấn. Hàng tuyệt nghe được hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Chỉ gặp một tên bảy, tám tuổi lớn hài đồng cưỡi một đầu đại bạch lang từ bên cạnh trong bụi cây sông ra, nhảy vọt đến trăm trượng có hơn đối diện sơn lâm. Hàng tuyệt hiếp mắt nhìn lại. Hả? Hắn tại đứa bé kia trên thân nhìn thấy một sợi tử ký sợi tử khí này rất nhạt nhưng lại rất thần bí cũng không phải là hồng mông tử khí cũng không phải đại đạo tử khí càng giống là một loại khí vận hàn tuyệt bấm ngón tay suy tính hài đồng này không khỏi hoảng nhiên hiểu ra tương lai thánh nhân những năm này hàn tuyệt thấy qua nhân số không kể xiết người có thế gây nên hắn chú ý liền vừa rồi vị hài đồng kia bây giờ thánh nhân khí vận đã không có khả năng phát động hệ thống tiên thiên khí vận kiểm tra đo lường bất quá hàn tuyệt chính là đại đạo thánh nhân có thể nhìn trộn đến phàm linh mệnh số tương lai thánh nhân ở trong mắt hàng tuyệt cũng không đáng đến nhất lên. Lấy bây giờ thiên đạo phát triển xu thế, tương lai thiên đạo thánh nhân nhất định không phải là một cái con số nhỏ. Hàng tuyệt tiếp tục đi tới, rất nhanh liền rời đi mảnh rừng núi này. Trong núi rừng, đứa bé kia từ trên lưng sói xoay người mà xuống, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết tại sao, không hiểu có loại thất vọng mất mát cảm giác, phản phất bỏ lỡ cái gì. Tuổi nhỏ hắn còn không hiểu loại tâm tình này, quay đầu liền ném sau óc, hắn bị trong rừng cây một con thỏ hoang hấp dẫn. Mười mấy năm sau. Hàng Tuyệt đi vào thánh mẫu giáo phụ cận, hắn đứng tại trên vách núi, đón gió mà đứng, phong độ nhẹ nhàng. Đưa mắt nhìn lại, phía trước liên miên chập trùng trên dãy núi tọa lạc lấy vô số kẻ quỳnh lâu ngọc vũ, từng người từng người nữ tu sĩ tại thiên địa các phương tu hành, có ở trong rừng ngồi xuống, có ở trên trời đấu pháp, từng cái tiên khí mười phần, phản phất trên trời nữ tiên. Phát triển được cũng không tệ lắm. Hàng Tuyệt tán tháng nói, mặc dù lệ diêu, ngộ đạo kiếm, đồ linh nhi đã thoái vị, nhưng thánh mẫu giáo còn nắm giữ tại đồ đệ của các nàng trong tay, vẫn như cũ thuộc về ẩn môn chi nhánh lúc này một đám nữ đệ tử giá vân đi ngang qua trong đó một tên nữ tử áo vàng trừng hàng tuyệt một chút khẽ kêu nói thánh mẫu giáo địa vực nam nhi không được đến gần những nữ đệ tử khắc trực câu câu nhìn chằm chằm hàng tuyệt đều bị hàng tuyệt anh tuấn hấp dẫn các nàng quanh năm trong giáo bế quan thấy qua nam tử cực ít mặc dù có ra ngoài lịch luyện qua cũng chưa từng gặp qua hàng tuyệt như vậy mỹ nam tử lúc này liền có không ít nữ đệ tử đối với hàng tuyệt vừa gặp đã cảm mến hàng tuyệt cười cười quay người rời đi chờ một chút các hạ có thể lưu lại đạo hiệu nếu như là trong giáo tiền bối cho mời, chúng ta có thể tiến đến bẩm báo. Một tên nữ tử áo trắng hỏi, nàng tướng mạo tiếu Mỹ, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, dung mạo của nó tại đám nữ đệ tử này bên trong cũng coi là thừa. Hàng tuyệt khoát tay áo, để lại một câu nói, đi ngang qua thôi. Hắn đối với bọn này tiên nữ cũng không cảm thấy hứng thú. Nam nữ chi nhạc đã không thể chi phối hàng tuyệt suy nghĩ, trong mắt hắn, mỹ nhân tuyệt thế cùng nữ tử tầm thường không có khác nhau. Hàng tuyệt sau khi rời đi, đám nữ đệ tử này nhịn không được thảo luận, đều do lý sư muội, để người ta đuổi đi làm gì? Tốt tuấn a, làm sao bây giờ, ta giống như thích hắn. Nhìn hắn cái kia một thân cách ăn mặc, đoán chừng không phải tu sĩ tầm thường, chớ chọc phiền phức. Ta thánh mẫu giáo cũng không phải bình thường giáo phái a, chúng ta nói chuyện, hắn liền ngăn, nói rõ người này cũng không tính ngang ngược vô lễ hạ người, ai, chính là đi được quá quyết đoán. Đúng vậy a, dĩ vãng nam tu sĩ đi ngang qua thánh mẫu giáo, đều sẽ miệng lưỡi trơn tru, có rất ít nam tử nhìn thấy chúng ta như vậy thông dong nữ tử áo trắng nghe đồng môn bọn sư tỷ muội mà nói không khỏi nhìn về phía hàng tuyệt bóng lưng hàng tuyệt để nàng cảm thấy không hiểu động tâm nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy dù cho là những cái kia đại khí vận giáo phái thiên kiêu đệ tử cũng không sánh được hắn rốt cuộc là ai hàng tuyệt trước mắt nhảy ra liên tiếp hảo cảm nhắc nhở hắn tất cả đều không nhìn trong những năm này gặp phải phần lớn nữ tử cũng dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt thậm chí còn có nam tử đối với hắn vừa gặp đã cảm mến đối với hàng tuyệt mà nói đều là bèo nước gặp nhau không có khả năng bởi vì người khác đối với hắn độ thiện cảm, liền muốn cho người ta cơ duyên. Hắn có tự mình hiểu lấy. Người khác ưa thích không phải hắn người này, mà là hắn gương mặt này. Gặp mặt một lần hảo cảm luôn luôn yếu ớt, rất dễ dàng bị tuế nguyệt xóa đi. Đều là gặp sắc nảy lòng tham thôi. Khi hàng tuyệt hành tẩu giữa thiên địa lúc, tam thập tam tầng thiên ngoại, bàn cổ điện bên trong. Bàn tâm, tấn thần, tiêu đại đế, từ đố đạo, kỹ tiên thần tụ tập ở đây. Thánh nhân tầng vòng đều có riêng phần mình vòng nhỏ, bàn tâm vòng nhỏ lại nhiều hai vị thánh nhân. Mặc dù các thánh nhân đều nghe lệnh của hàng tuyệt, nhưng không trở ngại mỗi người bọn họ làm vòng nhỏ, tự như ẩn môn, cũng có lợi ích khác nhau, liền liên thân truyền đệ tử ở giữa cũng có vòng nhỏ. Bàn tâm mắng, đáng chết mệnh, ta chuẩn bị cùng bọn hắn cùng chết. Từ đố đạo lo lắng nói, hàng tiền bối không phải đã nói rồi sao, tạm thời không cần cùng mệnh nổi xung đột. Bàn tâm cười nói, không dậy nổi xung đột cũng có thể cùng chết, gần đây mệnh tại trắng trận bắt từ cổ hoang bên trong trốn tới hạng người đại năng, chúng ta có thể làm rối. Tấn thần nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể lôi kéo những nhân vật đại năng đó gia nhập thiên đạo, tựa như hàng đạo hữu lôi kéo hư hồn đại thánh đồng dạng. Hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân, lại thêm hàng tuyệt, hai tôn đại đạo thánh nhân thủ hộ thiên đạo, coi như mới tới đại đạo thánh nhân có mưu phản chi tâm cũng không sợ. Kỷ tiên thần mở miệng nói, chẳng phải là nói, chúng ta muốn đi trước hỗn độn. Hắn còn chưa đi qua hỗn độn, cho nên có chút khẩn trương. Bàn tâm nói, yên tâm, ta trước đơn độc tiến đến, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một nhóm người tu hành, đến lúc đó chỗ hữu dụng. Từ đố đạo hỏi, dưới thánh nhân người tu hành đối mặt mệnh, chẳng phải là pháo hôi. Bàn tâm liếc mắt nhìn hắn, nói, có mất mới có đến, một khi thành công, không chỉ có thể ngăn chặn mệnh, còn có thể lớn mạnh thiên đạo. Tiêu đại đế nói, đây quả thật là được cho một kiện đại công, hàng đạo hữu chỉ nói không có khả năng tùy tiện nổi xung đột, cũng không có nói muốn cùng mệnh bỏ qua. Từ đố đạo nhíu mày, cuối cùng cũng không có phản bác. Thánh nhân tính toán, chúng sinh làm quân cờ. Chỉ cần là thiên đạo tốt, trước mắt hy sinh tính là gì? bàn tâm tiếp tục bàn giao một chút chi tiết, tứ thánh chăm chú nghe. Một bên khác, càng khôn điện bên trong. Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Vô Pháp Thiên Tôn cũng đang thương lượng sự tình. Trăm phương thiên địa kết minh, đây cũng không phải là việc nhỏ, không giống với trước đó yến hội, lần này làm thật, đến lúc đó thần bào đạo nhân cũng sẽ tỏa trấn, cũng không biết thần bào đạo nhân sẽ hay không nhằm vào thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói. Từ khi quy cư thần cảnh phá diệt, đại đạo thần linh vẫn lạc, hỗn độn đã loạn, càng ngày càng nhiều đại năng đi ra khai thiên tích địa, còn có những cái kia dấu ở chỗ tối thiên địa cũng đi theo nổi lên mặt nước, không chỉ có thiên đạo nên đón thịnh thế, hỗn độn cũng là như thế. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, thần bào đạo nhân nên sẽ không nhằm vào thiên đạo, không thể nói trước sẽ còn duy trì thiên đạo. Thiên Tuyệt giáo chủ, Phương Lương, cầu Tây Lai đi theo gật đầu. Nam Cực Thiên Tôn nhìn chằm chằm bốn người, mí mắt hơi nhảy. Huyền Đô Thánh Tôn tự hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt khẽ biến, nói, đã như vậy, vậy chúng ta năm người tiến đến, thánh nhân khác tỏa trấn thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, việc này không tiến hành thánh nhân trao đổi sao? Huyền Đô Thánh Tôn nói, không cần thiết, thiên đạo càng ngày càng mạnh mạnh, nếu là mỗi một sự kiện đều cần thương nghị, sớm muộn sẽ biến thành tập tục xấu, tốt nhất mỗi một vị thánh nhân cũng có thế một mình đảm đương một phía. Nam Cực Thiên Tôn nhìn thật sâu hắn một chút, thầm mắng, lão hồ ly rốt cục muốn kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, bắt đầu tranh quyền. Trước đó mấy chục vạn năm bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn một bộ vô dục vô cầu bộ dáng, dần dần lung lạc đại quyền, bây giờ muốn tranh chút gì, thánh nhân khác ngược lại không tiện mở miệng cự tuyệt. Việc này quyết định như vậy đi, các ngươi riêng phần mình chọn lựa một nhóm thiên kiêu, tư chất càng mạnh càng tốt, vừa vặn hướng thiên địa khắc hiện ra thiên đạo cường đại. Huyền Đô Thánh Tôn phân phó nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đạt được vô pháp thiên tôn xác định về sau, Huyền Đô Thánh Tôn hiện tại lòng tin tràn đầy. Tiên giới, vô biên đại dương mênh mông. Hàng Tuyệt đứng tại trên bờ cát, sóng biển liên tiếp đập mà đến, tựa như từng chuỗi hoa trắng, hai bên trong không đến cuối cùng nơi này thiên khung là như vậy lam, như vậy thấp. Mang theo tanh đồng vị gió biển hướng mặt thổi tới, hàng tuyệt tóc dài đi theo có chút phiêu động, mắt hắn hiếp lại, quả nhiên là tâm thần thanh thản. Tại tiên giới đi mấy chục năm, hắn đi qua tông môn tu hành, đi qua phàm nhân thành trì, được chứng kiến hoàng cung miếu thờ đại khí, cũng được chứng kiến hương giả phàm phu bình thản chi nhạc. Hắn cũng gặp phải không ít chuyện ác, bất quá thật tới nói, thiên đạo xem như ở vào hòa bình đại thế bên trong. Nào có tuyệt đối hòa bình thế giới. Về phần gặp được chuyện ác, hàng tuyệt sẽ không nhúng tay, bởi vì hắn có thể nhìn thấy những ác nhân kia tại tác nghiệp lúc, từ nơi sâu xa, mệnh số của bọn họ cũng tại đi hướng hủy diệt. Hôm nay hắn giết một ngày, lớn một người, có lẽ khoái ý, nhưng hàng tuyệt có thể nhìn thấy tương lai của hắn thê thảm, đời sau thậm chí gây khó cho người ta. Đây cũng là đại năng cách cục, những đại năng là những cái kia người mang thiện tâm kia vì sao không cứu tế cực khổ, chỉ vì bọn hắn thấy xa. Hôm nay cứu một người, người này tránh thoát một kiếp này, có lẽ sẽ có càng lớn kiếp nạn chờ lấy. Đương nhiên, đây là cách cục khác biệt khi trên lệch cảnh giới không lớn lúc nếu có thiện tâm cùng chính nghĩa liền nên giao chi hành động vì chính mình tích lũy công đức không ngừng tăng lên chỉ vì cứu vớt càng nhiều người hàng tuyệt cũng không phải là bất thiện chỉ là hắn đã áp đảo thiên địa quy tắc phía trên nhúng tay sẽ chỉ đánh vỡ trật tự phàm nhân cũng sẽ không vì trong viện thổ những phía dưới sâu kiến mâu thuẫn ra mặt ngẫu nhiên đi ra dạo chơi quả thật không tệ hàng tuyệt tự lẩm bẩm trên mặt tươi cười thiên đạo có thế có hôm nay hắn cảm thấy mình nên cư công đầu có lẽ hắn không có kiến thiết thiên đạo nhưng thiên đạo phương hướng phát triển huyện đô thánh tôn đều được hỏi hắn nếu không có hắn thiên đạo đã không biết bị diệt mấy lần hàng tuyệt dọc theo bờ biển đi đến chẳng có mục đích trên trời lướt qua từng dãy phi cầm oanh mặt biển bỗng nhiên nổ tung chỉ gặp một đầu tựa như núi cao khổng lồ hắc ngư nhảy ra che khuất bầu trời ở tại đỉnh đầu đứng đấy một bóng người đó là một tên nam tử áo lam cầm trong tay một thanh kiếm ha 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 nghiệt xúc muốn ăn ta ngươi còn kém xa lắm đâu nam tử áo lam hăng hái cười nói quay người chính là một kiếm kiếm khí quét ngang máu tươi bắn tung tóe hắc ngư đầu bị chém ra hai nửa không có thoát ly thân cá lại phát ra giống như hổ sư tiếng gầm gừ hắc ngư rơi vào trong nước biển nhấc lên cao mấy trăm trượng sóng biển nước biển sắp rơi trên người hàng tuyệt lúc trực tiếp bốc hơi hàng tuyệt liếc qua âm thầm cảm khái giống như vậy kinh tâm động phách mạo hiểm ta còn không có trải qua thật hâm mộ nam tử áo lam thả người nhảy lên rơi ở trước mặt hàng tuyệt đem kiếm thu nhập trong vỏ kiếm hắn tiêu sái vỗ vỗ áo bào cười hỏi huynh đài hảo thủ đoạn, ta vậy mà không phát hiện được khí tức của ngươi. Hàng tuyệt nói, nếu không phát hiện được, ngươi còn dám cản đường. Nam tử áo lam cười nói, hành tẩu thiên hạ, không phải liền là muốn quản kết lương hữu, tại hạ cố hành, không biết huynh đài danh hào. Hàng tuyệt giống như cười mà không phải cười nói, danh hào của ta cũng không thể để cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ tiếp nhận đại nhân quả. Cố hành sửng sốt. Tốt mẹ nó biết trang. Hắn vẫn cho là chính mình rất biết trang, không nghĩ tới còn có thể gặp được người càng trang. Cố hành cười nói, ồ, có đúng không, huynh đài để cho ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không tiếp nhận đại nhân quả. Hàng tuyệt bỗng nhiên đưa tay đè lại bờ vai của hắn. Thật nhanh. Cố hành con ngươi phóng đại, trong lòng kinh hãi. Ánh mắt của hắn đối đầu hàng tuyệt con mắt, vì ác kinh cũng bao phủ trong lòng của hắn, hắn dọa đến trực tiếp co quắp quỳ ở trước mặt hàng tuyệt. Hàng tuyệt cười cười, cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn tốt xấu là đại đạo thánh nhân, cùng phàm nhân so đo cái gì. Mấy bước ở giữa, hàng tuyệt liền biến mất tại đường ven biển cuối cùng. Thật lâu, cố hành lấy lại tinh thần mà đến run run rẩy rẩy đứng dậy hắn sợ hãi nhìn về phía hàng tuyệt trời đi phương hướng tự lẩm bẩm hắn đến cùng là ai ta mẹ nó thế nhưng là lục huyền thần nguyên a hắn thích nhất giả heo ăn thịt hổ trước đó đem khí tức áp chế đến thái ất chân tiên tu vi hành tẩu thiên địa vui đùa ầm ĩ nhân gian có thể làm cho lục huyền thần nguyên trực tiếp co quắp quỳ gối địa quá bất hợp lý cố hành thế nhưng là đi qua thánh nhân đạo tràng trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc vừa rồi người kia đến cùng là ai hắn cẩn thận hồi ức, hoảng sợ phát hiện chính mình đã không nhớ nổi bộ dáng của đối phương. Trong một tòa miếu thờ, Hàng Tuyệt ngồi tại bàn nhỏ trước uống trà, đối diện quỳ một tên tăng nhân áo trắng, chính là trước đây thật lâu quy thuận Hàng Tuyệt Bạch Y Phật, bây giờ diêu giới chi chủ. Đối với Hàng Tuyệt đến, Bạch Y Phật rất kích động. Hắn còn tưởng rằng Hàng Tuyệt đã quên hắn, nhưng hắn cũng không có bất mãn, dù sao nương tựa theo diêu giới cùng Hàng Tuyệt nhân quả, các thánh nhân đều đối với hắn rất chiếu cố. Hàng Tuyệt cười nói, diêu giới phát triển được không sai, đại la kim tiên đều có 10 vị, Bạch Y Phật cố nén hưng phấn, cung kính nói, may mắn mà có lão nhân gia ngài vung trồng. Bây giờ diêu giới không chỉ có phát triển phồn vinh, địa vực cũng bao la, được cho hàng thật giá thật thứ hai phàm giới. Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn, đã là cổ xưa nhất thánh địa, nội tình hùng hậu, trước đó thánh địa thiên tiên phủ tại mấy chục vạn năm chính ma đại chiến bên trong vẫn lạc, lúc đầu Ngọc Thanh Thánh Tông cũng muốn vong, may mắn được Bạch Y Phật che chở. Bạch Y Phật rất rõ ràng Ngọc Thanh Thánh Tông tầm quan trọng, có lẽ hàng tuyệt đã không thèm để ý Ngọc Thanh Thánh Tông, nhưng nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Tông, tất nhiên sẽ câu lên hồi ức, chỉ cần có ký ức điểm là đủ rồi. Đây chính là diêu giới cùng với những cái khác phàm giới chỗ khác biệt. Một khi Ngọc Thanh Thánh Tông không có, diêu giới liền cùng hàng tuyệt triệt để đoạn tuyệt nhân quả. Bạch Y Phật phản phất nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, ngày năm đó trưởng giáo Lý Khanh tử chuyển thế, bây giờ là Ngọc Thanh Thánh Tông thiên kiêu. Hàng tuyệt nhìn thật sâu hắn một chút, thấy hắn cúi đầu. Hỏng bét. Quá tận lực. Bạch Y Phật âm thầm hối hận, chính mình cũng quá sốt ruột, loại chuyện này nên hàng tuyệt trong lúc lơ đảng phát hiện mới có hiệu quả, có thể nào chính mình nói ra ngoài. Ngươi có lòng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, ta cũng sẽ không quên ngươi bỏ ra. Hàng tuyệt nâng chung trà lên cười nói, nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Lý Khanh Tử đã là lượng kiếp trước cố nhân, luân hồi đi qua bao lâu, hơn nữa còn có quỷ hồn chết tại trong diệt đạo thần thông, Lý Khanh Tử có thế tránh thoát diệt đạo thần thông, đoán chừng là có người che chở, để nó không có tại trong lượng kiếp chuyển thế. Bạch Y Phật kinh hỉ, vội vàng không dám xưng khi hàng tuyệt ở đây miếu thờ chờ đợi mấy tháng mới rời đi trong lúc đó còn truyền thụ bạch y phật thần thông trong một vùng thung lũng một tên nam tử áo vải ngay tại trong rừng trúc luyện kiếm hắn luyện chỉ là kiếm chiêu pháp lực không có tiết ra ngoài thậm chí không có nhấc lên một tia sóng gió ta truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp đi thế nào một thanh âm bay tới nam tử áo vải quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên cực kỳ nam tử anh tuấn xuất hiện tại cách đó không xa mỉm cười nhìn qua hắn nam tử áo vải cảnh giác mà hỏi đạo hữu là ai ta tại Ngọc Thanh Thánh Tông vì sao chưa từng gặp qua ngươi? Hàng Tuyệt theo dõi hắn tấm này hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, cười nói, ta có thể để ngươi biến thành Ngọc Thanh Thánh Tông mạnh nhất, ngươi nói, ngươi có học hay không? Nam tử áo vải nhíu mày, trầm giọng nói, không học. Nghe được nam tử áo vải nói ra không học hai chữ, Hàng Tuyệt có chút hoảng hốt. Nhớ năm đó Lý Khanh Tử thường xuyên dùng các loại chỗ tốt đến dẫn hắn ra ngoài, hắn cũng là như vậy cự tuyệt. Trăm vạn năm trôi qua, Lý Khanh Tử triệt để thay đổi, sớm đã không phải năm đó cố nhân có lẽ linh hồn vẫn là linh hồn kia, nhưng người đã thay đổi. Hàng tuyệt đột nhiên cảm thấy luân hồi không có ý nghĩa. Luân hồi cuối cùng tiện nghi chỉ là những cái kia hạ phàm lịch luyện đại năng, đối với phàm nhân mà nói, uống xong mạnh bà thang một khắc này cùng hình thần câu diệt có cái gì khác nhau. Không phải tất cả phàm nhân đều có thể gặp được hạng người đại năng tỉnh lại trí nhớ của mình. Có lẽ luân hồi tồn tại, chỉ là đại năng không dám diệt quỷ hồn, sợ gánh chịu nghiệp lực. Dù sao mỗi thời mỗi khắc, đều có tân sinh hồn phách đản sinh tại giữa thiên địa, cũng không phải là đến từ âm gian, cũng có đến từ thiên đạo. Hàng tuyệt cười nói, coi là thật không học. Nam tử áo vải cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Ngọc Thanh Thánh Tông, ngươi nếu dám động thủ, chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác. Hàng tuyệt vui vẻ, nói, ngươi càng là cự tuyệt, ta càng phải dạy ngươi, ngươi coi như hô ra cuốn họng, cũng sẽ không có người nghe được, mảnh rừng trúc này đã bị ta ngăn cách. Nam tử áo vải xoay người chạy, thân như tật phong. Hàng tuyệt đưa tay vẫy một cái, trực tiếp đem hắn chuyển đến trước mặt, đặt tại trên mặt đất. Nam tử áo vải mặt nện ở trên đồng cỏ, cảm giác mình thật giống như bị một tòa núi lớn đè ép, không thể động đậy. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ cẩn thận, khi nhìn đến ta lần đầu tiên ngươi liền nên trốn, bởi vì ngươi cũng không có phát giác được sự xuất hiện của ta, nói rõ ta bản thân liền muốn lặng lẽ tiếp cận ngươi, ý đồ bất chính, kiếp sau còn phải cẩn thận nữa một chút. Hàng tuyệt kinh miệt cười nói, nghe được nam tử áo vải tuyệt vọng. Đúng a, à. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Nam tử áo vải trong lòng hiện lên vô tận hối hận hắn đi theo đụng phải trọng kích bất tỉnh đi ánh nắng vẫy vào trên mặt nam tử áo vải cảm giác mặt ngứa một chút hắn từ từ mở mắt hắn bỗng nhiên trừng to mắt một phát cá chép nhảy trực tiếp nhảy dựng lên hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh đã không thấy hàng tuyệt thân ảnh hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình không nhớ ra được lúc trước người kia diện mạo chẳng lẽ là một giấc mộng chờ chút nam tử áo vải phát hiện trong đầu của chính mình nhiều một cổ ký ức đó là một bộ kiếm pháp thông thiên kiếm đạo không phải là mộng là thật Nam tử áo vải sờ lên thân thể của mình, phát hiện chính mình quần áo chỉnh tề, cũng không có thụ thương. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Hắn không khỏi hồi ức thông thiên kiếm đạo, dần dần động dung. Thật là bá đạo kiếm pháp. Không đúng, là kiếm đạo. Ta là gặp được kiếp nạn, hay là gặp được quý nhân? Nam tử áo vải tự lẩm bẩm, hắn cẩn thận hồi tưởng hàng tuyệt hình dáng, đã không nhớ ra được, bất quá thân ảnh mơ hồ kia lại cho hắn một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Phản phất trước đây thật lâu, hắn cùng đạo thân ảnh này rất quen loại này mơ hồ cảm giác quen thuộc bỗng nhiên gây nên một cổ bi ý xông lên đầu nam tử áo vải lâm vào trong thất hồn lạc phách trong đạo quán hàng tuyệt mở to mắt trăm năm đi qua phân hồn đã du lịch kết thúc trực tiếp hồn tán ký ức tất cả đều tràn vào trong óc của hắn hắn cũng lâm vào trong cảm khái đoạn này du lịch gặp một chút cố nhân tuy là cảnh còn người mất nhưng hồi ức vẫn còn ở đó hàng tuyệt điều chỉnh tâm tính cười cười buông lỏng xong cũng nên tu luyện thuận tiện tìm kiếm đạo tràng thứ ba Hàng Tuyệt Tâm thần khẽ động. Rất nhanh, Lưu Bị đến đây bái phỏng. Lưu Bị chính là hàng Tuyệt luân hồi phân thân, từng đoạt xá đấu chiến thắng Phật nhục thân, bây giờ cũng là chuẩn thánh tu vi. Lúc trước ẩn môn đảo chính là Lưu Bị tiến đến tìm kiếm. Lưu Bị quỳ ở trước mặt Hàng Tuyệt, tất cung tất kính, nhìn như trấn định, trong lòng thì rất bành trướng. Hắn vừa vui mừng, lại hoảng. Vui mừng chính là Hàng Tuyệt còn nhớ rõ hắn, hoảng chính là Hàng Tuyệt chỉ sợ muốn cho hắn bàn giao nhiệm vụ. Hắn kế thừa Hàng Tuyệt tính cách, nhát gan cẩn thận. Bất quá hắn tu vi đã đình trệ thật lâu, hắn cần cơ duyên đột phá. Hàng tuyệt nhiệm vụ chính là cơ duyên. Hàng Tuyệt mở miệng nói, ta cần ngươi tiến về Hỗn Độn, tìm kiếm thích hợp đạo tràng vị trí, việc này không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhấc lên, ngươi có bằng lòng hay không? Trong khoảng thời gian này dài đằng đẵng, đoán chừng mấy chục vạn năm bên trong đều khó mà tìm tới, ta sẽ truyền cho ngươi một thần thông, nếu là gặp nạn, tùy thời có thể kêu gọi ta. Hỗn Độn. Mấy chục vạn năm. Lưu bị dọa đến toàn thân run rẩy hắn rất muốn tự tuyệt nhưng hắn nói không nên lời làm sao không muốn vậy liền được rồi hàng tuyệt gặp lưu bị không có phản ứng có chút thất vọng nói lưu bị lập tức ngẩng đầu lên nói ta nguyện ý hàng tuyệt hài lòng cười một tiếng nói ngươi nhìn cần chuẩn bị cái gì lưu bị lắc đầu nói không cần chuẩn bị hàng tuyệt lúc này vung tay áo đem lưu bị đưa ra thiên đạo hỗn độn mặc dù lớn nhưng gặp được hỗn nguyên đại la kim tiên hay là rất khó không đi bước chân đại cơ duyên chuẩn thánh rất khó bị hỗn nguyên đại la kim tiên để mắt tới. Lưu bị trên người nhân quả là đấu chiến thắng Phật, không tính được tới hắn là hàng tuyệt phân thân, nhiều nhất bị tính tới cùng ẩn môn có quan hệ. Bây giờ ẩn môn tại hỗn độn lịch luyện đệ tử không có ngàn vạn, cũng có 5 triệu, thân phận này không đáng giá được nhắc tới, hàng tuyệt địch nhân cũng sẽ không ngốc đến coi là có thể dùng một tên ẩn môn đệ tử đến uy hiếp hắn. Bất quá Lưu Bị tất nhiên sẽ gặp được một chút long đông, hàng tuyệt nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu vận dụng diễn hóa công năng, ta nếu là đem khai thiên phủ lần nữa thăng cấp, khai thiên phủ có thể hay không bị ta khống chế. Diệu duyên thư không có khả năng nhận chủ, để hàng tuyệt đối với cực hạn chí bảo nhiều một tia kiên kỵ. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục. 10 triệu ức năm. Đây đã là sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Tiếp tục. Có thế, nhưng ở thăng cấp thành công lúc lại bị bàn cổ phát giác được. Hàng tuyệt nhíu mày. Bàn cổ tạm thời thấy không rõ tu vi, tại hàng tuyệt trong lòng thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Được rồi, tạm thời không thăng cấp, dù sao đủ. Hàng Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, cầm trong tay cực hạn đạo bảo khai thiên phủ đại chiến 100 vị ngu kiếm thần thánh. Đồ sát. Sảng khoái. Lại đến. 200 tôn, vẫn là có thể đồ sát. 300 tôn, cố hết sức, miễn cưỡng có thể thắng. 400 tôn, bị huyết ngược, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. 500 tôn, mẹ, gánh không được 10 hơi. Hàng Tuyệt rời khỏi mô phỏng thí luyện, trong lòng vẫn là rất tự tin thực lực như vậy đã có thế tung hoành đại đạo chí thượng phía dưới, đại đạo chí thượng đó cũng đều là thần bí hiếm thấy tồn tại, sẽ không dễ dàng hiện thân. Lưu bị tuyệt đối không thể trêu chọc đến đại đạo chí thượng tồn tại. Hàng tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa. Năm vạn năm thoáng một cái đã qua. Hàng tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem trước bồi dưỡng một tức ma thần thả ra, để mộ dung khởi đến đây tiếp đãi. Đạo tràng thứ hai đã có 21 vị hỗn độn ma thần, xem như một cổ rất cường đại lực lượng, nhưng khoảng cách trở thành quân đoàn còn xa, Hàng Tuyệt quan tâm lệ diêu, ngộ đạo kiếm vài câu, liền trở lại chủ đạo tràng. Hắn đang muốn xem xét bưu kiện, bỗng nhiên nhíu mày. Loại cảm giác này là. Hàng Tuyệt không hiểu tâm tư không yên, phản phất có thứ gì ở phương xa triệu hoán hắn. Hắn bắt đầu suy tính. Một thanh âm vang lên, vang vọng Hàng Tuyệt trong đầu. Ta chính là Thái Sơ Ma Thần, đại đạo lượng kiếp sắp đến, Hồng Mông Ma Thần sẽ dẫm lên hỗn độn ma thần cuộc khởi, xin tất cả hỗn độn ma thần đến đây Thái Sơ lĩnh vực, ta đem đoàn kết tất cả hỗn độn ma thần, cùng nhau chống lại đại đạo lượng kiếp, thái sơ ma thần triệu tập hỗn độn ma thần hàng tuyệt hiếp mắt đây cũng không phải là điểm tốt mặc dù hắn đã che giấu mình là hồng mông ma thần nhưng cái này hỗn độn chỉ có thể có một vị hồng mông ma thần sớm muộn muốn chống lại coi như không phải hắn con của hắn cũng sẽ trở thành hỗn độn ma thần công địch ta muốn biết thái sơ ma thần tu vi hàng tuyệt ở trong lòng vận dụng diễn hóa công năng cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục thái sơ ma thần đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ hỗn độn ma thần thái cổ ba nghìn ma thần một trong giới thiệu rất đơn giản hàng tuyệt trong đầu hiện ra thái sơ ma thần thân ảnh thân hình đáng sợ khó mà hình dung cổ khí thế kia không kiên nể gì cả tràn ngập cường giả vô địch khủng bố khí phách hàng tuyệt nhíu mày rất mạnh a à. thái sơ ma thần sở dĩ truyền âm cho hắn đoán chừng nhận định hắn cũng là hỗn độn ma thần hắn nếu là không đi có thể hay không bị hỗn độn ma thần quần thể bài xích thậm chí căm thù bằng không dùng phân thân tiến đến coi như cho thái sơ ma thần một bộ mặt thuận tiện tìm hiểu tình hình chỉ là thái sơ lĩnh vực ở đâu? Hàng tuyệt nhíu mày. Đúng lúc này, một cổ ký ức tràn vào hàng tuyệt trong đầu, đó là một tấm mênh mông địa đồ, chỉ rõ thái sơ lĩnh vực địa điểm. Hàng tuyệt kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thế cự ly xa truyền ký ức? Mấu chốt hắn cùng thái sơ ma thần đều không có gặp qua. Hàng tuyệt vung ra một đạo phân hồn, để nó khởi hành, cấp tốc chui vào hỗn độn chỗ sâu. Đằng sau, hắn vừa rồi điều ra bưu kiện xem xét đồ tôn của ngươi sở thế nhân hấp thu thương sinh nguyện niệm, tập được thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi tà thiên đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi hàng thác gặp phải đại năng thần bí trấn áp, rơi vào vô hạn thâm uyên. Đồ đệ của ngươi chu phàm gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi thần bào đạo nhân cùng đại năng thần bí luận đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi bàn tâm gặp phải hảo hữu của ngươi tỳ thiên lão tổ tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi hoàng tôn thiên sáng tạo ba nghìn thiên địa ma thần, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải yêu ma thần bí tập kích, viết 7093218. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên. Tà Thiên Đế, Chu Phàm, hàng thác thường xuyên bị đánh, hàng tuyệt đều đã quen thuộc. Nếu thật là gặp được không thể hóa giải phiền phức, bọn hắn sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Ngược lại là bàn tâm, tại sao lại cùng mệnh dập rồi? Không phải liền là ném đi một kiện pháp bảo sao? Đáng giá cùng chết. Tỳ Thiên lão tổ từ khi hắc hóa về sau, tu vi một mực tại tăng trưởng, đều đã đạt tới đại đạo Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ lấy tỳ thiên lão tổ thực lực nếu có thế trọng thương bàn tâm, vậy liền có thế giết. Xem ra lão tổ hay là lòng có nhân nghĩa a. À? Hàng tuyệt tiếp tục nhìn xuống, hoàng tôn thiên sáng tạo ba nghìn thiên địa ma thần. Thứ gì? Tại Bắc trước ta. Hàng tuyệt đột nhiên nhớ tới, hoàng tôn thiên thể nội thủy nguyên hồng mông là muốn lột xác thành hồng mông ma thần, hàng tuyệt cũng bắt đầu sáng tạo ba nghìn ma thần, thủy nguyên hồng mông tự nhiên cũng đã biết, chỉ là hắn cũng không phải là hồng mông ma thần, cho nên sáng tạo ra ma thần cùng hỗn độn ma thần căn bản không thể so sánh. Hàng Tuyệt bắt đầu chờ mong Hoàng Tôn Thiên tương lai. Hoàng Tôn Thiên kỳ thật cũng không có dựa vào Hàng Tuyệt, cơ hồ đều dựa vào chính mình cuộc khởi. Nhân tài bực này là có đại khí vận, đặt ở trong tiểu thuyết, đều là thỏa thỏa nhân vật chính. Xuống chút nữa, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch còn tại bị đánh. Bất quá ba người này đã lấy lực chứng đạo, chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên, coi như có tiến bộ, không có uổng phí chịu khổ. Một đường nhìn xuống đi, hàng tuyệt phản phất tại cày phim, từ từng hàng động thái hắn có thể tưởng tượng đến các loại kinh tâm động phát, xúc động lòng người cố sự. Nói tóm lại, tạm thời chưa từng xuất hiện làm cho hàng tuyệt bất an sự tình. Hàng tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 400, 000 năm, lần tiếp theo đột phá đã càng ngày càng gần. Trong tinh không, từng sợi thất thải hào quang uống lượng vần quanh từng khỏa tinh thần. Trong đó một viên ngôi sao màu xám bên trên, đạo chí tôn, triệu hiên viên, khương dịch ba người tựa lưng vào nhau ngồi xuống, hình thành tam giác chi thế. Khương dịch đột nhiên hỏi, các huynh đệ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Đạo chí tôn mắt cũng không trận, nói, chờ một chút, thời cơ còn chưa thành thục. Triệu Hiên Viên kêu lên một tiếng đau đớn. Cương Dịch oán giận nói, cái thằng kia sẽ không lừa gạt chúng ta a? À? Nói nơi này cất giấu chí bảo, không phải là cầm chúng ta nên mồi nhử a? À? Triệu Hiên Viên nhịn không được mở miệng nói, lại bị lừa, ta thật là muốn thối lui ra khỏi a. À, ta nếu là đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, đi theo sư phụ lăn lộn, chưa hẳn kém, gần nhất lệ diêu, mộ dung khởi bọn người bị sư phụ lặng lẽ che giấu nhất định là có đại cơ duyên. Còn có cái kia Chu Phàm, tiểu tử kia vậy mà phản siêu ba người chúng ta, không thể nhịn a. À. Chu Phàm bây giờ xem như uy danh lan xa, lưng tựa thiên đình, đại đạo chi tháp uy danh ngay cả khắp nơi sông sáo bọn hắn ba vị đều từng nghe nói. Đạo chí tôn nghiêm túc nói, Triệu Hiên Viên, bực này nhục chí lời nói, ta không cho phép ngươi lại nói. Những năm này là để cho ngươi chịu khổ, có thể có chỗ tốt gì, ta không phải để cho ngươi trước hưởng thụ. Còn nữa nói, chúng ta ba vị đều đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốc độ tu hành đã tính nhanh, về phần Chu Phàm, đó là ví dụ, ngươi nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử thân truyền, phần lớn hay là chuẩn thánh. Từ xưa đến nay, giống chúng ta còn trẻ như vậy thánh nhân vốn là hiếm thấy, có thể xưng một thời đại mạnh nhất thiên kiêu, người có đại khí vận. Nghe đạo chí tôn lời nói, Triệu Hiên Viên liền đầu to. Thương Dịch nhịn không được đánh gãy, nói xa a. À. Đạo chí tôn trầm mặt một lát, nói, chờ một chút, trong vòng 10 năm, hắn nếu không xuất hiện, chúng ta liền rời đi, có thể đi thiên đình, đại đạo chi tháp nhìn một cái. Nghe vậy, triệu hiên viên hương dịch thở dài một hơi liền sợ đạo chí tôn chết đầu óc mấy chục vạn năm đồng sinh cộng tử ba người sớm đã tình như thủ túc nhìn như oán trách nhưng mãi mãi cũng là cùng tiếng cùng lui ha 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 ba vị tiểu hữu lão hữu như thế nào lừa các ngươi một đạo tiếng cười to truyền đến ba người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên áo tơi lão giả cưỡi một đầu trâu nước lớn bay tới con trâu nước lớn này nhìn cùng thế gian cày ruộng trâu nước cũng giống như nhau đạo chí tôn đứng dậy nói chí bảo ở nơi nào trâu nước lớn rơi xuống đất áo tơi lão giả cười nói đã tại trước mắt các ngươi các ngươi đưa mắt nhìn lại liền có thể nhìn thấy ba người kinh hãi vội vàng nhìn chung quanh nhưng căn bản không nhìn thấy chí bảo bóng dáng triệu hiên viên hiếp mắt hỏi chẳng lẽ là những cái kia thất thải chi quan áo tơi lão giả vuốt trâu gật đầu nói không sai những này ánh sáng thật không đơn giản chính là hỗn độn mới bắt đầu một kiện chí bảo biến thành lão hữu có biện pháp để bọn chúng ngưng tụ thành nguyên hình nhưng dạng này sẽ dẫn tới khí linh phản kích sau khi chuyện thành công chí bảo về các ngươi, lão hủ chỉ có trong chí bảo có giấu một viên đan dược. Đạo chí Tôn hỏi, ra sao đan dược? Không biết cầm đan dược, bảo bối liền mất linh đi. Áo tơi lão giả cười nói, đương nhiên sẽ không, viên thuốc này cùng chí bảo cũng không có liên hệ, chỉ là kỳ chủ đem đan dược giấu ở chí bảo bên trong, lão hủ nói thật cho các ngươi biết, viên thuốc này tên là Hồng Mông đan, có thể sáng tạo ra một tôn Hồng Mông ma thần, đan này cho các ngươi, chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Đạo chí Tôn ba người động dung, liên quan tới hồng mông ma thần truyền thuyết bọn hắn tự nhiên từng nghe nói nghe nói sẽ nhấc lên đại đạo lượng kiếp ngươi đến hồng mông đang ngươi liền không sợ hỏa sát thân đạo chí tôn cao mày nói triệu hiên viên cùng khương dịch liếc nhau hai người âm thầm cảnh giác lão giả áo tơi cười nói ta tự nhiên không sợ kỳ thật đại đạo lượng kiếp chỉ là bảo sao hay vậy chỉ là hỗn độn ma thần lấy cớ thôi hồng mông ma thần xuất hiện mới là chính đồ liền như là năm đó bàn cổ chém giết ba nghìn hỗn độn ma thần vì chính là thành tựu hồng mông ma thần hỗn độn hóa hồng mông hết thảy đều sẽ thăng hoa chúng sinh đều là tiến hóa, chỉ có cùng hỗn độn cùng một nhịp thở hỗn độn ma thần phải chết. Đạo chí tôn ba người như có điều suy nghĩ. Bàn của thần thoại, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, nhưng cuối cùng chỉ là thần thoại. Hồng mông ma thần đến cùng là tốt là xấu, bọn hắn không cách nào xác định. Vô luận như thế nào, cái này sẽ là một cọc đại nhân quả. Một cái sơ sẩy, đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo chí tôn hỏi, bàn cổ giết ba nghìn hỗn độn ma thần đều làm không được sự tình, chỉ là một viên đang dược liền có thể làm đến. Lão giả áo tơi cười nói, xác thực không có mười thành tự tin, nhưng cùng các ngươi không quan hệ, không phải sao. Trâu nước lớn dương lên cổ, tựa như tại biểu đạt không kiên nhẫn. Đạo chí tôn lường triệu hiên viên, khương dịch một chút. Hắn do dự nói, chúng ta có thể từ bỏ sao. Trước đó không biết có lớn như vậy nhân quả, chúng ta bất quá là hỗn nguyên đại la kim tiên, ngươi hẳn không phải là nhất định phải chúng ta. Lão giả áo tơi cười tủng tiễn nói, đương nhiên có thể, chỉ là a à, món chí bảo này cũng không phải bình thường bảo bối, bỏ lỡ về sau, các ngươi rốt cuộc không gặp được, Đừng nhìn hỗn độn bao la, giống như vậy chí bảo thế nhưng là hạng, phần lớn còn tại những đại năng kia trong tay. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ chém đoạn nhân quả, bảo đảm các ngươi vạn sự không lo. Triệu Hiên Viên cảnh giác mà hỏi, ngươi sẽ không giết chúng ta diệt khẩu a. Lão giả áo tơi cười nói, lão hủ nếu thật là như vậy nghĩ, làm gì đem bí mật này nói cho các ngươi biết, hẳn là các ngươi có lá gan trở thành Hồng Mông Ma Thần, cùng toàn bộ hỗn độn là địch. Hồng Mông đang chỉ có thể để cho các ngươi biến thành Hồng Mông Ma Thần, nhưng tu vi vẫn là như thế, một khi các ngươi trở thành Hồng Mông Ma Thần, Tất cả hỗn độn ma thần đều có thể phát giác được, sẽ ở trong thời gian cực ngắn đem bọn ngươi tru sát. Chúng ta đã không phải là lần thứ nhất hợp tác, các ngươi nếu không tin vậy cũng không có cách nào. Đạo chí tôn trắng răng nói, tốt. Nghe ngươi. Lúc nào hành động? Lão giả áo tơi từ trên lưng trâu xoay người mà xuống, nói, đừng hoảng hốt, lão hủ trước thi trận pháp, tránh cho bị mặt khác đại năng nhìn trộm đến. Trâu nước lớn đi theo nằm xuống, nguyên địa lăn lộn. Thương dịch nhìn qua nó, thần sắc cổ quái. Nó giống như một con chó a. À trong một vùng thiên địa xích hà đầy trời từng tòa sáng tỏ chùa miếu lơ lửng tại trên đám mây có một tòa vĩ ngạn cự phong lộ ra đặc biệt đột xuất đồng dạng đứng ở trên đám mây nhưng tản ra vạn trượng kim quang trên đỉnh núi có một tòa phật cung trên tấm bản khắc chữ lôi âm tự lần lượt từng bóng người xuất hiện tại lôi âm tự trước cầm đầu rõ ràng là chu phàm hàng ngọc đồ tôn tần linh cùng sau lưng chu phàm hiếu kỳ dò xét chung quanh lôi âm tự mở ra một đoàn người dậm chân nhập điện ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là từng người từng người phật đà riêng phần mình ngồi tại trên tòa sen, vần quanh trôi nổi tại không trung, phía trước nhất là một tôn đại Phật, chừng mấy vạn trượng cao, vĩ ngạn tuyệt luân. Nhìn kỹ lại, chính là Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân đã mặc vào cà sa, mặt mũi hiền lành, khí chất thần thánh. Chu Phàm cười nói, không tệ lắm, sao Phật môn còn Phật môn. Sở Thế Nhân cười nói, ta vốn là thế tôn Phật tổ, lại sáng tạo Phật môn cũng là đúng lý lẽ sự tình. Chu Phàm đánh giá chung quanh Phật Đà, nói, nhìn như không sai, bất quá ngươi cái này Phật môn hay là thiếu khuyết trụ cột vững vàng, không đủ cường đại. Lời vừa nói ra, rất nhiều Phật Đà mặc lộ vẻ tức giận. Sở Thế Nhân nói: Phật giới phát triển thời gian quá ngắn, cùng ngươi Đại Đạo Chi Tháp không so được. Chu Phàm cười nói: về sau ta cho ngươi đưa một nhóm người tu hành, nếu là không yên lòng, có thể từ Đại Đạo Chi Tháp trong lao ngục chọn lựa lại lần nữa chi. Sở Thế Nhân cười gật đầu. Tình đồng môn mới khiến cho bọn hắn có thể không chút kiên kỵ nói đùa. Chu Phàm nói: trở lại chuyện chính, đến cùng gọi ta đến chuyện gì? Ngươi hẳn không phải là để cho ta tới xem ngươi thành quả a? À? Sở thế nhân bất đắc dĩ nói, sao có thể, thực không dám giấu giếm, gần đây Phật giới bị một phương thế lực thần bí để mắt tới, đối phương chí ít có ba tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí còn có một vị tự tại đại năng, bọn hắn bức bách Phật giới, cần Phật giới thần phục, về sau hướng bọn hắn tiến cống, lập bọn hắn tượng thánh, truyền cho bọn họ uy danh, nếu không sang bằng Phật giới, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể tìm sư thúc ngươi. Sư thúc. Lúc trước những cái kia tức giận Phật đà lập tức ngạc nhiên, bất mãn trong lòng lập tức tan thành mây khói. Cách không được đối phương khẩu khí lớn như thế, không nể mặt mũi, nguyên lai là người trong nhà. Ngươi lại tinh tế nói đến, việc này sư thúc quản định, vô luận bọn hắn mạnh cỡ nào, trực tiếp sang bằng. Chu phàm hào ký vượt mây nói, không thể nghi ngờ. Tần Linh mặt lộ vẻ hân phấn, lại phải bắt đầu chinh chiến. Sở thế nhân cũng không giấu giếm, bắt đầu từng cái nói tới. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một đầu khe sáng, một bóng người đem nó xé mở, đi theo bước ra. Rõ ràng là hàng tuyệt. Chính xác là hàng tuyệt phân thân hắn nhìn chăm chú nhìn về phía trước đi sâu trong bóng tối có một đoàn tựa như như mặt trời quan cầu bên trong tản ra khí tức mênh mông đó chính là thái sơ lĩnh vực hàng tuyệt hít sâu một hơi bay về phía trước lúc này một bóng người từ bên cạnh bay tới đúng là một nữ tử nàng này người mặc váy tím tư thái đoan trang búi tóc cuộn tại quan dưới tướng mạo cũng coi như tuyệt sắc đạo hữu nữ tử váy tím thanh âm bay tới hàng tuyệt dừng lại hắn càng nhìn không thấu nữ tử váy tím tu vi đoán chừng đối phương người mang chí bảo nữ tử váy tím đánh giá hắn cười nói không nghĩ tới ma thần bên trong lại có người như vậy túi da hàn tuyệt nói ngoại hình chỉ là giả tượng tu vi của chúng ta muốn cái gì bộ dáng không được nữ tử váy tím che miệng cười nói lời tuy như vậy nhưng thẩm mỹ khác biệt phần lớn ma thần thẩm mỹ khác hẳn với người ta ta chính là hỗn độn ma thần hồng duyên hàn tuyệt trả lời ta chính là hỗn độn ma thần hàn tuyệt như thế giới thiệu thật là khó chịu hồng duyên cười nói hàn đạo hữu cũng là phân thân Xem ra cùng ta một dạng, đối với Thái Sơ Ma Thần ôm lấy nhất định cảnh giác, không bằng ngươi ta cùng nhau đi tới Thái Sơ lĩnh vực. Hàng đạo hữu thanh danh ta thế nhưng là nghe nói qua, là tân sinh hỗn độn ma thần, chắc hẳn cùng với những cái khác hỗn độn ma thần chưa quen thuộc, vừa vặn ta có thể vì ngươi giới thiệu. Hàng Tuyệt do dự một chút, hay là gật đầu. Nếu đối phương nhìn ra hắn là phân thân, nên sẽ không hại hắn, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ đắc tội hắn, không giết được hắn. Hai người cùng nhau bay hướng Thái Sơ lĩnh vực. Trong lúc đó, Hàng Tuyệt nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cực nhanh bay vào Thái Sơ lĩnh vực, riêng phần mình không có can thiệp lẫn nhau. Xem ra phần lớn hỗn độn ma thần đều rất cẩn thận. Hồng Duyên cười nói, nói đến, ta còn phải tạ ơn hàng đạo hữu, ta thế nhưng là hận cái kia tuyệt vọng đạo linh hận đến gấp đây này. Hàng Tuyệt hỏi, người chứng đại đạo lúc cũng bị lớn ép qua. Không sai, bức bách ta quỳ tuyên thệ, ai, ta trước kia cũng nghĩ báo thù, làm sao chứng được đại đạo về sau, ngược lại cảm thấy dàn xếp ổn thỏa càng tốt hơn, nhắc tới cũng kỳ quái, tu vi của chúng ta càng ngày càng cao, sợ sệt đồ vật lại càng ngày càng nhiều, dũng khí cũng lại không ngừng đánh mất, cho nên ta rất khâm phục hàng đạo hữu, khoái ý ân cừu. Hồng Duyên lời nói tràn ngập ton hót, nghe được hàng tuyệt càng thêm cảnh giác. Tiến vào thái sơ lĩnh vực về sau, Hồng Duyên rốt cục không còn vuốt mông ngựa, hàng tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Hắn coi là hỗn độn ma thần đều là cao ngạo, thị sát hạng người, không nghĩ tới còn có Hồng Duyên tồn tại bực này. Hồng Duyên không giống như là hỗn độn ma thần, càng giống là người. Thái sơ lĩnh vực bị một tầng ánh lửa bao khỏa, Đội bộ cực kỳ bao la, thậm chí không kém hơn tiên giới, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, tự thành một phương thiên địa. Bất quá hàng tuyệt không có cảm nhận được sinh linh khí tức. Hai người một đường bay đi, rất nhanh liền tới từ một tòa thẳng thẳng nhập mây cung điện khổng lồ, chỉ là cửa lớn liền có mấy triệu trượng cao, trước cửa đứng thẳng hai tôn đại đỉnh, đều cắm lấy một nén nhang, đàn khói tràn ngập, hóa thành bao phủ cả phiến thiên địa mây mù. Trước cửa đứng đấy một tôn cự nhân, người khoác thanh đồng trọng giáp, thấy không rõ chân dung. Hắn mở miệng nói, hai vị ma thần xin mời tự hành nhập điện, chủ thượng đã ở bên trong chờ đợi. Hàng Tuyệt cùng Hồng Duyên đi theo nhập điện. Hàng Tuyệt cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức cường đại, âm thầm đáng tiếc. Nếu như phân thân cũng có thể dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phụ cận, thật là tốt biết bao. Trong điện trống rỗng, không gian bị bạch quan tràn ngập, phản phất một chỗ không gian độc lập, phía trước có từng tấm bồ đoàn, riêng phần mình cách xa nhau vạn trượng, tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng. Thái Sơ Ma Thần. Thái Sơ Ma Thần người mặc áo bào đen, đầu như hắc diễm, thấy không rõ chân dung, thần bí mà kinh dị, đã có hơn 20 vị hỗn độn ma thần ngồi xuống. Hàng Tuyệt cùng Hồng Duyên liếc nhau, liền tìm lân cận bồ đoàn ngồi xuống. Vị này liền tới từ thiên đạo Hàng Tuyệt đạo hữu đi, quả nhiên là hậu sinh khả úy, tru sát tuyệt vọng đạo linh, đánh tan thần bào đạo nhân, chết ở dưới tay của người đại đạo thánh nhân càng là đạt tới 14 vị, vì chúng ta hỗn độn ma thần thế nhưng là tranh giành mặt mũi. Thái sơ ma thần bỗng nhiên nhìn nói với Hàng Tuyệt. Lời vừa nói ra, Hàng Tuyệt cảm nhận được mình bị rất nhiều thánh niệm đảo qua. Hàng Tuyệt lễ phép tính đáp lại nói, đều là bất đắc dĩ, cùng chư vị so sánh, ta còn kém xa lắm. hắn không có phủ nhận, quá nhiều điều thấp sẽ chỉ lộ ra dối trá. Thái sơ ma thần cảm khái nói, nhớ năm đó, ba nghìn ma thần đứng ở hỗn độn, cỡ nào rầm rộ, hỗn độn chủng tộc đều là vì ba nghìn ma thần sinh ra mà rung lẩy bẩy, sợ hãi, tuyệt vọng, đáng tiếc, bàn cổ bất nhân, đồ sát đồng loại chứng đạo, ta hiện tại nhớ tới, vẫn là phẫn hận, hàng đạo hữu, ngươi cần phải hảo hảo quản quản thiên đạo, đừng cho bàn cổ có phục sinh thời cơ. mặt khác ma thần đi theo cảm khái, phần lớn thanh âm tang thương đoán chừng đều từng là từ bàn cổ trong hạo kiếp sống sót hỗn độn ma thần. Hàng tuyệt gặp bọn họ trò chuyện, dứt khoát không tiếp lời, an tĩnh nghe. Hắn cũng không phải thật hỗn độn ma thần, cũng sẽ không cùng bọn gia hỏa này thổ lộ tâm tình. Hắn là tới nghe một chút những ma thần này muốn như thế nào tính toán hắn. Hồng Duyên truyền âm cho Hàng Tuyệt nói, hỗn độn ma thần bên trong chia làm cổ phái cùng tân phái, lập tức nói chuyện đều là cổ phái, người ta tân phái nghe liền tốt, tu vi không bằng bọn hắn, rất khó chủ sự. Hàng Tuyệt đáp lại nói, ta minh bạch cổ phái hỗn độn ma thần nói chuyện đều là chuyện cũ cực kỳ giống các đại lão ức chuyện cũ tuế nguyệt cao chót vót trang bức nhìn điệu bộ này còn phải đợi thêm một đoạn thời gian hàng tuyệt cũng tò mò bây giờ hỗn độn thất giấu bao nhiêu hỗn độn ma thần mấy ngày về sau ngu kiếm thần thánh cũng tới hắn nhìn thấy hàng tuyệt cũng không có ngoài ý muốn ngược lại tìm một cái cách hàng tuyệt gần bồ đoàn tọa hạ bắt đầu truyền âm cùng hàng tuyệt trò chuyện tên này rất hưng phấn nói cùng hàng tuyệt đấu pháp sau khi kết thúc trở về lĩnh hội kiếm đạo thực lực lại có tăng trưởng lại đối mặt hàng tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không có hiện tại liền ước chiến hàng tuyệt. Hàng huyên nửa ngày, ngu kiếm thần thánh vừa rồi trầm mặt. Ngu kiếm thần thánh cũng thuộc về cổ phái ma thần, nhưng hắn cũng không có tham dự thái sơ ma thần thoại cục. Không biết có phải hay không hàng tuyệt ảo giác, đám ma thần tự hồ đối với ngu kiếm thần thánh có chút bài xích. Đạo hữu có thể nhận biết mệnh cơ thánh nhân. Một thanh âm bỗng nhiên bay vào hàng tuyệt trong tay. Hàng tuyệt liếc mắt nhìn đi, là một tên lão đạo nhân áo bào tro, ngay tại theo dõi hắn. Hàng tuyệt hồi âm nói, nghe nói qua, không tính nhận biết, ta chứng đạo lúc, hắn đã vẫn lạc. Lão đạo nhân áo bào cho truyền âm nói, cũng thế, ta cái kia bất thành khí đồ nhi bại trong tay hắc ám cấm chủ, lại bị thiên đạo thánh nhân vứt bỏ. Đồ nhi. Hàng tuyệt âm thầm ngạc nhiên. Chờ chút. Vận mệnh đạo nhân. Hàng tuyệt nhớ ra rồi, trước kia hắn tính tới vận mệnh đạo nhân cùng nữ hoa nương nương tính toán, bất quá mệnh cơ thánh nhân vẫn lạc về sau, vận mệnh đạo nhân một mực không có hiện thân. Hàng tuyệt hồi âm nói, nén đi thương, Bây giờ thiên đạo đã không phải là lúc đầu thiên đạo, ngày xưa vẫn lạc thánh nhân cũng không chỉ ngươi đồ nhi. Cũng thế, ta cũng không phải muốn hưng sư vấn tội, chỉ là muốn cùng đạo hữu kết giao, ta đối với đạo hữu thế nhưng là rất ngạc nhiên. Nhiều một vị bằng hữu tự nhiên là chuyện tốt. Không tệ. Hai người bắt đầu khách sáo, hàng huyên. Vận mệnh đạo nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là hai sao. Hàng tuyệt cũng không có để ý, đều là diễn kịch. Bất quá vận mệnh đạo nhân ngược lại là chân tình thực lòng, Hàng Tuyệt có hung hãn như vậy chiến tích, để cho người ta nghe chút liền cho rằng hắn không dễ chọc, nhưng Hàng Tuyệt lại biểu hiện được hiền lành, phần này đại khí để vận mệnh đạo nhân cảm thấy rất dễ chịu. Về sau một khoảng thời gian, lần lượt có ma thần đến. Qua đi tới hơn 300 năm. Thái sơ điện rốt cục đóng lại, Hàng Tuyệt đến một chút, hết thảy có 67 vị hỗn độn ma thần, so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bất quá trong này đại bộ phận ma thần cũng chỉ là tự tại cảnh tu vi. Thái sơ ma thần đình chỉ chuyện phím, rất nhanh thái sơ điện tất cả đều an tĩnh lại thật lâu thái sơ ma thần mở mắt nói chư vị lần này tụ tập vì hồng mông ma thần tuy có tiên đoán nói hồng mông ma thần còn chưa sinh ra nhưng việc này đã nguy hiểm cho hỗn độn ma thần vạn nhất có đại đạo thần linh vĩnh hằng thần linh hỗn độn sinh linh các loại lợi dụng hồng mông ma thần đến diệt trừ chúng ta cũng không phải không có khả năng lời vừa nói ra trong điện bầu không khí yên lặng hàng tuyệt âm thầm hiếu kỳ tiên đoán là ai truyền sau này trở về được thật tốt tính toán cổ phái ma thần lần nữa mở miệng bắt đầu thảo luận hồng mông ma thần khả năng sinh ra ở nơi nào, ai khả năng nguy hại đến hỗn độn ma thần. Dính đến thiên đạo lúc, hàng tuyệt sẽ trả lời, chỉ cần không liên quan đến chủ quyền vấn đề, hết thảy dễ nói. Trận này nói chuyện dài đằng đẵng, đoán chừng muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Trong đạo quán, hàng tuyệt mở to mắt. Hắn lại một lần bế quan vạn năm, nhưng phân thân còn chưa trở về. Phân thân không trở về, hàng tuyệt tâm thần không yên, rất khó yên tĩnh tu luyện. Dù sao có một đám đại năng ở sau lưng bàn bạc muốn giết hắn, đổi những người khác, cũng rất khó bình tĩnh. Hàng Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét, giải sầu một chút. Hảo hữu của ngươi cảnh thiên công trở thành mệnh, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi Lý đạo không cảm ngộ kiếm đạo, đến đại năng thần bí chỉ điểm. Hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn ngẫu nhiên đạt được chí bảo, khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn bị cuốn vào họa loạn thời không? Đồ đệ của người Triệu Hiên Viên bị cuốn vào họa loạn thời không? Hảo hữu của ngươi Khương Dịch bị cuốn vào họa loạn thời không? hảo hữu của người di thiên thức tỉnh hỗn độn ma thần chi lực đạo hạnh tăng vọt con của người hàng thác hiến tế nhục thân siêu việt cực hạn, đạo hạnh phóng đại cảnh thiên công trở thành mệnh hàng tuyệt thần sắc trở nên cổ quái lần này hắn thật có thể đem mệnh đóng gói thành hắc ám cấm chủ thế lực hàng tuyệt chú ý tới di thiên thức tỉnh hỗn độn ma thần chi lực di thiên chính là thiên đạo chi tử bản thân liền là hỗn độn ma thần chuyển thế lúc trước thiên đình một trận chiến lúc hắn liền đối với hàng tuyệt có ấn tượng tốt trực tiếp chính là lục tinh hàng tuyệt gặp hắn cùng hàng thác tình như huynh đệ liền kéo vào đặc biệt chú ý bên trong tiến lên vòng bằng hữu bất quá bình thường hàng tuyệt cũng sẽ không quá nhiều chú ý hắn lần này di thiên cùng hàng thác tự hồ lại gặp được nguy cơ hàng thác còn hiến tế nhục thân của mình cẩu vật thân thể là phụ mẫu ban ân nói hiến tế liền hiến tế nếu thật là gặp được phiền phức hàng thác vì sao không cần thỉnh thần thuật hẳn là có thể giải quyết đi hàng tuyệt yên lặng nghĩ đến hắn phát hiện hắn thân bằng hảo hữu bọn họ rất ít chủ động sử dụng thỉnh thần thuật cho dù hắn nói rõ ràng thỉnh thần thuật tác dụng cũng là như thế bọn hắn tình nguyện tại giữa sinh tử vừa đi vừa về lăn bò, cũng không muốn kinh động hàng tuyệt. Là ta quá lạnh lùng, cho bọn hắn một loại không nên quấy rầy ảo giác. Hàng tuyệt bản thân nghĩ lại. Được rồi. Lười đi nghỉ. Cũng không ai quan tâm lão tử đang bế quan lúc lại sẽ không đột tử A. Hàng tuyệt tiếp tục nhìn xuống bưu kiện. Xem hết bưu kiện về sau, hàng tuyệt thi triển hắc ám mộng yểm, cho cảnh thiên công báo mộng, dùng chính là hắc ám cấm chủ hình tượng. Trong mộng cảnh, cảnh thiên công bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra sát cơ, cùng dĩ vãng hắn tưởng như hai người cấm chủ đại nhân cảnh thiên công ngạc nhiên quỳ xuống toàn thân run rẩy đã bao nhiêu năm hắc ám cấm chủ rốt cục liên hệ hắn hàng tuyệt dùng thanh âm khàn khàn hỏi cảnh thiên công người đối ta tâm có thể có biến hóa cảnh thiên công vội vàng phủ nhận đương nhiên sẽ không thuộc hạ vĩnh viễn là cấm chủ người của ngài ngài để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể hắn bắt đầu điên cuồng biểu trung tâm mười phần sợ hãi hắn cho là mình gia nhập mệnh đắc tội hắc ám cấm chủ Hàng Tuyệt nói, vậy ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi. Cảnh Thiên Công gật đầu, sau đó bắt đầu nói lên chính mình những năm này kinh lịch. Hắc Ám Cấm Chủ đã thật lâu không có hiện thế, tiên giới thậm chí quên đi Hắc Ám Cấm Chủ tồn tại, cái này khiến Cảnh Thiên Công cực kỳ khó chịu, thế là rời đi thần cung, mang theo thân tính tiến về hỗn độn, một lần nữa sáng lập Hắc Ám giáo, sau bị Thạch Độc Đạo tìm tới, mời nhập mệnh. Cảnh Thiên Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thạch Độc Đạo có phải hay không ngài? Nguyên lai là Thạch Độc Đạo đang phát triển dưới. Hàng Tuyệt nói, không sai, nhưng việc này đến dấu diếm, ngươi cũng có thể giúp ta gõ một chút Thạch Độc Đạo, có một số việc cần cẩn thận giải. Cảnh Thiên Công kinh hỉ, hắn đối với Thạch Độc Đạo cũng có hoài nghi, nhưng nếu là thật, vậy liền quá tốt rồi. Hắn rốt cuộc tìm được người cùng chung chí hướng, mà lại đối phương là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo đã từng thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Nhân phía dưới người thứ nhất, công nhận cường đại. Bây giờ chứng đạo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thuộc hạ Minh Bạch, sau này nhất định cùng Thạch đạo hữu dắt tay cộng tiến. Cảnh Thiên Công vỗ ngực bảo đảm nói: lộ ra thập phần hưng phấn. Hàng tuyệt lại dặn dò vài câu, liền kết thúc mộng cảnh. Hắn mở to mắt, mặt lộ ý cười. Như vậy cũng tốt, cảnh thiên công có thể cùng thạch độc đạo nhận nhau, vậy hắc ám cấm chủ thành viên tổ chức xem như sơ thành. Hàng tuyệt đi theo nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Thái sơ điện bên trong, trải qua hơn vạn năm thảo luận, hỗn độn ma thần rốt cục có quyết đoán. Hàng tuyệt kém chút nghe buồn ngủ. Nói là thảo luận, kỳ thật là được kết ân oán với nhau, hỗn độn ma thần ở giữa đều có thù hận, muốn cùng chung mối thù, liền phải bày ở ngoài sáng nói rõ ràng. Hiện tại rốt cục xem như sơ bộ đạt thành thống nhất chung nhận thức. Kể từ hôm nay, chúng ta đều là điều động đệ tử tìm kiếm Hồng Mông Ma Thần, phàm là xuất hiện có thể là Hồng Mông Ma Thần thiên kiêu, nhất định phải lập tức khống chế. Thái Sơ Ma Thần trầm giọng nói, đám ma thần nhao nhao đáp ứng. Mặt khác, hỗn độn ma thần ở giữa không được khai chiến nữa, nếu là phát hiện ai bắt đầu, ai trục xuất ma thần chủng tộc, sớm đã chúng ta cùng nhau truy sát. Để tránh đại kiếp đến, đâm lưng chúng ta, chuyện như vậy tại bàn cổ thời kỳ liền từng xuất hiện đám ma thần tất cả cũng không có ý kiến. Thái sơ ma thần vung tay áo, thái sơ điện đại môn mở ra. Đám ma thần liên tiếp đứng dậy rời đi. Hàng tuyệt cũng trực tiếp đi. Mặc dù không có nghe được tình báo trọng yếu, nhưng hắn nhớ kỹ tên những ma thần này cùng tướng mạo, ngày sau nguyền rủa cũng thuận tiện. Chờ thân phận của hắn thật không giấu được lúc, cùng chờ chết, không bằng trước đem đám địch nhân đều xử lý. Vô địch thiên hạ không chỉ là thực lực, cũng là một loại thủ đoạn. Vừa đi ra thái sơ điện, Hồng Duyên liền đuổi theo, cười nói, hàng đạo hữu, có thể hay không tìm một chỗ đơn độc tâm sự. Hàng tuyệt lường nàng một chút, nói, lần sau đi, thiên đạo có việc, ta phải rời đi trước. Tốt, có cơ hội ta tự mình tiến về thiên đạo bái phỏng ngươi. Gặp lại. Hàng tuyệt phân thân cấp tốc bỏ chạy. Hồng Duyên nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, dáng tươi cười đi theo biến mất. Ngu kiếm thần thánh đi tới, khẽ nói, khuyên ngươi a, à, đừng tìm chết, hàng đạo hữu nhìn như hiền lành, sát tâm cũng không nhỏ. Hồng Duyên liếc mắt nhìn hắn, nói, ta không sợ hắn, hắn vì sao muốn đối với ta nổi sát tâm ha ha. Ngu kiếm thần thánh lắc đầu bật cười, đi theo hóa thành một đạo kiếm quan đi xa. Cùng lúc đó, tại phân thân còn tại đi đường lúc, hàng tuyệt đã biết được phân thân trải qua hết thảy. Hắn có thể tùy thời đem ý thức hoán đổi đến trên phân thân, phân thân cũng có thể độc lập xử lý mọi chuyện. Thống nhất hỗn độn ma thần. Ha ha, ta nếu là đưa ngươi rủa chết, còn thế nào thống nhất? Hàng tuyệt âm thầm nghĩ tới, bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại. Trước mắt vừa vặn có thể mượn ma thần chủng tộc đến chấn nhiếp đạo chích. Lấy thái sơ ma thần tính cách, việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp hỗn độn. Khi đó, hỗn độn các đại năng sẽ biết thiên đạo hàng tuyệt đã cùng ma thần chủng tộc thành lập liên hệ. Ma thần chủng tộc thành lập, không chỉ là vì đối phó hồng mông ma thần, còn có cùng chung mối thù. Mỗi một vị hỗn độn ma thần địch nhân đều chính là toàn bộ ma thần chủng tộc công địch. Nguồn lực lượng này tuyệt đối đáng sợ, dù cho là mệnh thế lực cũng không đáng chú ý. Mỗi một vị hỗn độn ma thần đều nắm giữ lấy thế lực to lớn. Hàng tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tu luyện, vạn năm kỳ hạn còn chưa tới, không có khả năng gián đoạn tu luyện vạn năm không đủ. Nhiều tu luyện một đoạn thời gian đi. Đến cái 100. năm. Hư ảo không gian thần bí, hàng thác hồn phách trôi nổi trong đó, hắn bị từng đầu như ẩn như hiện xiền xích cuốn quanh. Không gian xung quanh không có chuyện gì khác vật tồn tại, chỉ có vạn vẹo các loại không gian. Ở chỗ này, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, phản phất là vũ trụ trục xuất chi địa. Huynh đệ, kiên trì một đoạn thời gian nữa. Ta rất nhanh liền có thế tới cứu ngươi. Di thiên thanh âm vang lên, không biết hắn ở đâu hàng thác không cách nào nói chuyện, hắn ngay tại xúc tích lực lượng. Nếu như ta cùng phụ thân một dạng, ta phát tướng có nhiều như vậy. Hàng thác ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, hắn cũng không tin chính mình không cách nào xông ra mảnh này vô hạn thâm uyên. Hắn không ngừng nhớ lại hàng tuyệt lúc chiến đấu tràn cảnh. Chỉ gặp hắn hồn phách mơ hồ có một đạo hắc ảnh muốn xông ra thể nội, đó là một loại ma thần phát tướng. Từ khi ra đời lên, hàng thác liền có dạng này một nguồn lực lượng, nói là phát tướng, lại không hoàn toàn là tại hắn nhiều lần gặp được tuyệt cảnh lúc đều dựa vào đạo này ma thần phát tướng giết ra tìm đường sống trong bóng tối một tôn cả người vòng quanh lửa nóng hừng hực thân ảnh ngay tại điên cuồng trùng kích không gian chính là di thiên đáng chết di thiên thi triển tất cả vốn liếng vẫn không có pháp đột phá mảnh không gian hắc ám này tìm tới hãm sâu vô hạn thâm viên hàng thác hắn chưa bao giờ từng gặp phải cứng rắn như thế không gian pháp lực của hắn đánh vào trong hắc ám trực tiếp bị đánh tan dẫn đến nhục thể của hắn khí huyết vì đó chấn động cực kỳ không dễ chịu Di Thiên đã thật lâu không có cảm thấy như vậy vô lực qua. Từ khi hàng thác chứng được hỗn nguyên đạo quả về sau, đều là hàng thác đang bảo vệ hắn, hắn thật vất vả thức tỉnh trở thành hỗn độn ma thần, truyền thừa tiên thiên đại đạo chi lực, lại vẫn không có pháp cứu hàng thác. Loại này biệt khuất làm cho Di Thiên gần như điên cuồng. Vì cái gì? Ta vì cái gì yếu như vậy? Không cha không mẹ ta, chẳng lẽ ngay cả huynh đệ duy nhất đều cứu không được, dạng này ta cùng sâu kiến có gì khác biệt? Di Thiên trống giận, những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng lúc này một đạo tiếng cười truyền đến tuổi trẻ hỗn độn ma thần ngươi từ bỏ đi ngươi là không thể nào xông phá vô hạn thâm viên ngươi và ta trên lệch cảnh giới quá lớn đạo thanh âm này tràn ngập kinh miệt trào phúng di thiên dừng lại quay người gào thét cút ra đây có gan ngươi ngay cả ta cùng một chỗ trấn áp hoặc là giết ta tiếng cười đi theo vang lên vì sao muốn giết ngươi ta cũng không muốn giết hắn ta muốn là hai người các ngươi quy thuận tại ta ta có thể để các ngươi thu hoạch được siêu việt hỗn độn ma thần tư chất Di Thiên tức giận cười, còn có cái gì tư chất mạnh hơn hỗn độn ma thần? Hồng mông ma thần. Muốn gạt chúng ta trở thành hỗn độn công địch. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Di Thiên, một chỉ điểm tại trên trán của hắn, trong chốc lát, hắn toàn thân liệt diễm trong nháy mắt xua tan, hiển lộ ra chân thân. Di Thiên trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được. Thân ảnh màu trắng hiện lên hình người, thân hình giống như người, mặt ngoài tái nhật như ngọc, không nhìn thấy bất luận cái gì nếp nhăn, trên mặt mang theo một tấm bằng đá mặt nạ, không có con mắt, sau mặt nạ mặt là từng đầu hắc trùng hình thành tóc dài, tùy ý vặn vẹo. Di Thiên không cách nào động đậy, cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thân ảnh màu trắng cười quá dị nói, ngươi có thể xưng ta là ma tổ. Ma tổ? Di Thiên nhíu mày hỏi, thiên đạo ma tổ. Đây chẳng qua là ta pháp tướng một trong, hỗn độn ba nghìn thế giới, đều có ta pháp tướng, ta trợ vô số thiên địa hình thành quy tắc, ta chính là cổ xưa nhất hỗn độn ma thần, khi ta sinh ra lúc, hỗn độn hay là nguyên thủy bộ dáng, không có thiên địa, không có sinh linh, tối tâm mờ mịt, ta cảm thấy đó mới là tốt đẹp nhất bộ dáng. Ma tổ trêu tức cười nói. Hắn nghe được Di Thiên không rét mà run. Tên này là có ý gì? Hắn muốn hủy diệt hết thảy, để hỗn độn khôi phục nguyên thủy. Ma tổ mở miệng nói, kỳ thật ta rất xem trọng các ngươi hai vị, cho nên mới tốn thời gian tới đối phó các ngươi, hàng phục tại ta, ta sẽ thành lập trật tự mới, áp đảo cao hơn hết, ta chính là duy nhất thần linh, mà các ngươi gần với ta. Di Thiên trầm mặt. Ma tổ hướng dẫn từng bước, vì tà thiên đế mà chiến, các ngươi có thể được đến cái gì nhớ năm đó tà thiên đế còn tại thiên đạo lúc đã từng cầu trợ ở ta phát tướng mỗi khi chúng sinh mất đi đối với tiên thần tín ngưỡng lúc hắn liền cầu ta để ma tộc quét sạch phàm giới tàn sát chúng sinh cho các tiên thần làm chúa cứu thế cơ hội người như vậy các ngươi chiến đấu cho hắn các ngươi đang theo đuổi cái gì di thiên động dung không nghĩ tới tà thiên đế đã từng làm như vậy qua ta muốn để hỗn độn khởi động lại liền như là thiên đạo khởi động lại đồng dạng chỉ có đại thanh tẩy mới có thể niết bàn trùng sinh bây giờ thiên đạo tiếp cận hoàng mỹ nhưng khoảng cách chân chính hòa bình còn kém một chút, chủ yếu là huynh đệ ngươi phụ thân còn chưa đủ quyết tuyệt, còn ỷ lại lấy những thánh nhân kia thành lập trật tự. Ma tổ nâng lên hàng tuyệt, ngữ khí trở nên tiếc hận. Di Thiên cắn răng nói, theo ngươi lăn lộn, chẳng phải là muốn giúp ngươi sát hại chúng ta người bên cạnh. Hỗn động khởi động lại ý tứ chính là tàn sát hỗn động chúng sinh. Ma tổ cười nói, nếu là người một nhà, ta khẳng định chiếu cố các ngươi, ta sẽ bảo toàn các ngươi để ý người. Các ngươi không có cự tuyệt chỗ trống, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Di Thiên giận không kềm được, nhưng trong lòng lại tràn ngập vô lực, hắn hỏi, vì sao lựa chọn chúng ta? Ma tổ cười nói, bởi vì các ngươi đặc thù, huynh đệ ngươi nhìn như là hỗn độn ma thần, nhưng lại không có thuộc về mình đại đạo, rõ ràng không phải hỗn độn ma thần, mà ngươi, thiên đạo lựa chọn ngươi trở thành thiên đạo chi tử, rất kỳ quái, có lẽ bàn cổ ý chí trong bóng tối thao túng hết thảy, ta cần ngươi trở thành quân cờ của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đối mặt bàn cổ, đối mặt đạo tổ, chỉ có tru sát bọn hắn, ta mới có thể khởi động lại hỗn độn. Di Thiên trầm mặt ma tổ cười nói thời gian không nhiều lắm sự kiên nhẫn của ta sắp dùng hết di thiên hít sâu một hơi nói tốt chỉ cần ngươi chịu buông tha huynh đệ của ta ma tổ mặt nạ bắt đầu vặn vẹo bằng đá mặt ngoài đột xuất một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười ngươi sẽ không hối hận trong đạo quán hàng tuyệt mở to mắt hắn một hơi bế quan tám vạn năm quả nhiên thành tựu mấy triệu tuổi về sau mỗi một trăm năm sẽ không phát động lựa chọn ban thưởng đoán chừng về sau đều là trăm vạn năm mới phát động một lần cũng may Hàng tuyệt đã đầy đủ cường đại đối với hệ thống ban thưởng khao khát không tính quá lớn hắn vốn định một mực tu luyện nhưng gần nhất có chút tâm thần không yên hắn bấm ngón tay suy tính tính không thấu loại cảm giác này đến từ nơi nào kỳ quái hắn nhưng là đại đạo thánh nhân trừ phi dính đến tồn tại mạnh mẽ hơn hắn nếu không vạn sự vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của hắn Hàng tuyệt điều ra bưu kiện xem xét có lẽ có thế từ trong vòng bằng hữu tìm tới đáp án hảo hữu của người đạo chí tôn thu hoạch được chí bảo khí vận phóng đại Hảo hữu của người tà thiên đế gặp phải con của người hàng thác tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của người di thiên gặp phải tiên thần tập kích, kích bảy tám chín hai Đồ đệ của người chu phàm gặp phải con của người hàng thác tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của người tần linh gặp phải hảo hữu của người di thiên tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của người vận mệnh đạo nhân cùng đại năng thần bí luận đạo. Đồ đệ của người kỹ tiên thần ngộ nhập hỗn độn cảnh kỳ lạ, khí vận tăng trưởng. Hả? Hàng thác, di thiên chuyện gì xảy ra? Hàng Tuyệt điều ra hai người ảnh chân dung xem xét, phát hiện tu vi của hai người vậy mà đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thật nhanh. Có thể coi là là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cũng không trở thành trọng thương tà thiên đế, Chu Phàm. Hàng Tuyệt hít mắt. Hai người ký vận trong tin tức nhiều một cái từ. Ma tổ truyền thừa giả. Ma tổ. Hàng Tuyệt lập tức vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết cho hàng thác, Di Thiên truyền thừa Ma tổ là ai? Cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục lục viên ma tổ đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ đạo tổ ma tâm ngàn vạn ma tổ cổ lão hỗn độn ma thần một trong hàng tuyệt nhíu mày đại đạo chí thượng cảnh chỗ nào xuất hiện ta muốn biết ta đối đầu lục viên ma tổ có bao nhiêu phần thắng cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục ngươi có sáu thành tỷ lệ có thể tru sát lục viên ma tổ hàng tuyệt cho mày quá nguy hiểm không có khả năng động thủ với hắn chỉ có thể vận dụng ách vận thư trước tiên phải hiểu một chút tình huống Hàng Tuyệt nhớ mày nghĩ đến, lục viên ma tổ vạn nhất là hàng thác sư phụ đâu, chẳng phải là rủa chết người trong nhà. Hàng Tuyệt trực tiếp báo mộng cho hàng thác. Mộng cảnh là một mảnh phong cảnh hợp lòng người sơn thủy chi địa. Hàng Tuyệt phát hiện hàng thác thay đổi. Trừ thể cốt càng thêm cứng rắn bên ngoài, khuôn mặt có chút tan thương, mái đầu bạc trắng bị một cây gân máu trói tại sau đầu, trên trán chỉ lưu hai sợi tinh tế. Xem ra trong những năm này hàng thác cũng chịu không ít khổ. Hàng Tuyệt vốn định chất vấn hắn vì sao muốn trọng thương Tà Thiên Đế, có thế vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi mềm nhũng. Chắc hẳn hắn cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hàng thác bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy hàng tuyệt về sau, hắn ngẩn người, liền vội vàng đứng lên hành lễ, chỉ là không còn như trước đó như vậy kích động, cả người lộ ra rất bình tĩnh. Đúng là trưởng thành. Hàng tuyệt hỏi, gần đây như thế nào? Hàng thác do dự một chút, hay là như nói thật ra bản thân gặp phải, từ mình bị khốn vô hạn thâm viên, lại đến bị lục viên ma tổ thu phục cùng gần đây đi theo lục viên ma tổ sông sáo hỗn độn nghĩ biện pháp trợ giúp lục viên ma tổ khôi phục bản tôn nhục thân Hàng tuyệt hiếp mắt hỏi, vị này ma tổ còn chưa khôi phục chân thân. Hàng thác gật đầu nói, dục thể của hắn bị bàn cổ chém chết, hồn phách của hắn lại bị đạo tổ trấn áp tại cổ hoang bên trong vô số năm, cần thời gian khôi phục thực lực. Hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt sầu lo. Hàng tuyệt hỏi, người muốn nói cái gì? Hàng thác hít sâu một hơi, nói, ta thương tà thiên đế, cũng không phải là tập kích, chỉ là hắn cùng chu phàm muốn vãn hồi ta cùng di thiên, ta thẹn với bệ hạ, nhưng ta muốn đi theo ma tổ thử một chút, nhìn phụ thân tha thứ ta hắn biết hàng tuyệt cùng tà thiên đế quan hệ cho nên mới có lo lắng hàng tuyệt hỏi ngươi vì sao muốn cùng ma tổ hàng thác dương mắt nhìn về phía hàng tuyệt ánh mắt vô cùng kiên định nói tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của ta ta đi theo bệ hạ một mực chinh chiến giết chóc vô số mặc dù thiên đình một mực tại lớn mạnh nhưng ta tìm không thấy ta tự thân ý nghĩa đi theo ma tổ có lẽ có thể tìm tới hàng tuyệt im lặng tìm ý nghĩa ăn no rửng mở một mực sống sót chính là lớn nhất ý nghĩa bất quá hàng tuyệt nhìn thấy hàng thác ánh mắt cũng không tốt trực tiếp công kích người có chí riêng hàng tuyệt trước kia đi đường cũng không bị người lý giải người bên cạnh đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức hắn là dùng thực lực cường đại chứng minh chính mình đúng rồi chí ít ngay từ đầu hàng tuyệt rất kiên định hàng thác trải qua nhân sinh muôn màu thất tình lục dục tất cả đều trải qua cực hạn cảm giác thành tựu gần như sụp đổ cảm giác bị thất bại cũng đều trải qua đạt tới cảnh giới của hắn đã rất khó gặp được địch thủ xác thực dễ dàng mê mang hàng tuyệt hỏi vậy ngươi có thể nói cho ta biết ma tổ vì sao muốn ngươi? Hàng thác không có dấu giếm. Biết được ma tổ vậy mà muốn muốn khởi động lại hỗn độn, hàng tuyệt cũng không có bối rối, ngược lại có chút trêu tức. Mệnh thế lực, ma thần chủng tộc, ma tổ cùng đại đạo thần linh các loại, càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp đăng tràng, đối với hàng tuyệt tới nói, ngược lại là chuyện tốt, hỗn độn càng loạn, thân phận của hắn càng khó bại lộ, hàng thác có thể đem ma tổ ý đồ nói ra nói rõ ma tổ cũng không có dùng thủ đoạn nào đó cho hắn tẩy não bằng không hắn nhất định sẽ vì ma tổ giữ bí mật ngươi thật nghĩ được chưa con đường này sẽ rất gian khổ cũng sẽ gặp được rất nhiều phiền phức Hàng tuyệt hỏi Hàng thác một mặt kiên nghị nói mới đầu ta là cự tuyệt về sau ma tổ để cho ta thấy được rất nhiều chuyện ta mới quyết định đi theo nếu như ma tổ thật có được phá vỡ hết thảy tu vi khi đó ta sẽ để cho ma tổ bảo toàn ẩn môn nhất mạch nếu như ma tổ thất bại ta sẽ tự đoạn cùng ngài quan hệ tuyệt không cho ngài thêm phiền phức. Đây quả thật là xem như đầu tư, vô luận như thế nào, hàng tuyệt đều không lỗ. Hàng thác cả đời này đã mất đi quá nhiều người, thân nhân chỉ còn lại có hàng tuyệt, mà hàng tuyệt quá mức cường đại, hắn căn bản không có năng lực báo đáp hàng tuyệt, thà rằng như vậy, còn không bằng cùng ma tổ lăn lộn, vì hàng tuyệt tranh thủ một chút hy vọng sống. Hàng tuyệt trầm mặt, hắn có thể cảm nhận được hàng thác chân tình thực lòng. Chỉ là tiểu tử này không khỏi quá coi thường ta. Hàng thác có chút cúi đầu, nói khẽ, ngươi mặc dù một mực tại bảo hộ ta, nhưng kỳ thật tại trong lòng ngươi đối với ta căn bản không có chờ mong. Hàng tuyệt nói, nếu không có chờ mong, vì sao cứu ngươi? Hàng thác nói, chỉ là bởi vì ta là con của ngươi, ta nói chờ mong cùng thân tình không quan hệ, tự như ngài, bảo vệ nhiều người như vậy, từ đầu đến cuối khổ tu, không phải liền là không tín nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ tín nhiệm chính mình. Tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng không chờ mong người khác có thể cứu ngươi, ngươi chỉ tin tưởng mình có thể bảo vệ mình. Hàng tuyệt lần nữa trầm mặt. Không thể không nói, tiểu tử này xem như nhìn thấu hắn hàng tuyệt xác thực đối với bất kỳ người nào không có ôm lấy quá lớn chờ mong hắn bồi dưỡng ma thần quân đoàn chỉ là hy vọng về sau giúp hắn giảm bớt phiền phức hắn từ trước tới giờ không hy vọng xa vời ẩn môn ma thần quân đoàn có thế tại hắn lúc nguy nan cứu hắn bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào trong tuyệt cảnh đây cũng là hắn đã cường đại như thế vẫn một mực bế quan nguyên nhân phụ thân để cho ta thử một chút đi hàng thác nhìn chằm chằm hàng tuyệt gần từng chữ một hai người hình tượng xác thực giống cha con bất quá hàng thác càng giống già nua Hàng Tuyệt nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá nếu là ma tổ dám uy hiếp được ta, ta sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần xin tha cho hắn. Hàng Thác bất đắc dĩ nói, ta như thế nào xin tha cho hắn, ta chẳng qua là vì chính mình, đối với hắn nhưng không có hảo cảm. Hàng Tuyệt vứt xuống một câu liền giải trừ mộng cảnh. Nếu như thật gặp được tử cảnh, tùy thời kêu gọi ta. Trên một mảnh thổ địa hoang vu, ngẩng đầu chính là sáng chói tinh không. Hàng Thác ngồi tĩnh tọa ở trên đồi núi, hắn mở to mắt, trong lòng đã cảm động, vừa khổ chát chát, ngài vẫn cảm thấy ta không được. Âm lạnh gió lạnh thổi qua, hàng thác tóc trắng đi theo phất phới. Di Thiên bỗng nhiên đi tới, hắn cùng hàng thác một dạng, hình tượng đều phát sinh biến hóa, một thân giữ tận hắc giáp, tóc đen dài cùng gót chân, khuôn mặt cùng quyến, cho dù không nói lời nào cũng làm cho người cảm giác rất ngông cuồng. Đang suy nghĩ gì đấy, ma tổ đoán chừng sắp kết thúc rồi, tên kia thật là buồn nôn, ăn sống cổ lão hỗn độn ma thần thi thể. Di Thiên ngồi tại hàng thác bên cạnh nói ra. Hàng thác hỏi, Di Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không chính mình vì sao mà tu luyện cả đời này là vì cái gì di thiên sửng sốt cười nói đương nhiên a à, ta muốn trở thành tồn tại cường đại nhất liền đã nói với ngươi tề thiên đại thánh một dạng Hàng thác buồn bã nói tề thiên đại thánh cuối cùng trở thành đấu chiến thắng phật a à. di thiên tự tin cười nói đó là hắn thất bại ta nếu là thành công ngay cả như lai đều được quỳ gối trước mặt ta Hàng thác nhìn xem nụ cười của hắn không khỏi xuất thần di thiên tự hồ vĩnh viễn lạc quan như vậy không tim không phổi Di Thiên cảm nhận được hàng thác cảm xúc, vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng cả ngày nghĩ những thứ này có không có, người mẹ nó còn có cha có thể dựa vào, người có phải hay không biết được chính mình làm sao đều không chết được, cho nên muốn tìm cho mình không thoải mái a. À. Hàng thác cười mắng, ngươi biết cái gì, ta là đang tự hỏi, suy nghĩ, ngươi hiểu không? Di Thiên nhếch miệng cười nói, chờ lão tử vượt qua ngươi, đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ngươi ngay cả suy nghĩ tinh lực đều không có, chỉ có thể muốn như thế nào siêu việt lão tử. Bất luận tồn tại gì, chỉ cần có linh trí, kiểu gì cũng sẽ gặp được mê mang thời khắc. Hàng tuyệt biết rõ điểm này, hắn cũng thường xuyên mê mang. Cũng tỷ như hiện tại, hắn đối mặt lục viên ma tổ chỉ có 6 thành phần thắng, mấu chốt lục viên ma tổ còn tại khôi phục thực lực. Cái này có thể không ổn. Hàng tuyệt không thể không xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, bắt đầu dung hợp. Sau đó, hắn lại báo mộng cho tà thiên đế. Mộng cảnh vẫn như cũ là ngọc thanh thánh tông bên ngoài rừng cây nhỏ. Tà thiên đế mở mắt, nhìn thấy hàng tuyệt, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn dẫn đầu nói, thật có lỗi, trẩm không có bảo vệ tốt con của ngươi Hàng tuyệt cười nói là ta phải nói xin lỗi ngươi tiểu tử này đầu óc không bình thường làm bị thương ngươi không nên trách tội hắn tà thiên đế lắc đầu nói trẩm như thế nào trách hắn hắn đối với thiên đình công lao đã đủ lớn thật muốn trời đi trẩm sẽ không ngăn cản huống hồ thương trẩm kỳ thật không phải hắn chủ yếu là ma tổ lực lượng thông qua nhục thể của hắn làm bị thương trẩm hắn lúc ấy cũng rất hoảng rất tự trách trẩm có thể nhìn ra được Nhất lên cảnh tượng lúc đó tà thiên đế thổn thức không thôi kỳ thật tình huống như vậy hắn sớm đã kinh lịch. Người thường đi chỗ cao, hắn đưa qua không ít thiên kiêu đến thánh nhân môn phái, cho nên cũng không có đã kích đến. Hàng tuyệt hỏi, lúc ấy vì sao không kêu gọi ta? Tà thiên đế hồi đáp, vị này ma tổ không đơn giản, cổ lão đến cực điểm, từng cùng bàn cổ một thời đại, sau hóa thành đạo tổ tâm ma, tuy bị đạo tổ chặt đứt, nhưng hắn cùng đạo tổ đã thành lập không thể chia cắt liên hệ, đạo tổ không chết, hắn liền không chết, loại tồn tại này trẫm không hy vọng ngươi đi treo chọc. Hàng tuyệt nhíu mày, khoa trương như vậy đạo tổ thế nhưng là bị hàng tuyệt coi là cuối cùng bút một trong. Khó đối phó. Tà thiên đế nói, đi theo ma tổ, hàng thác quả thật có thể trở nên mạnh hơn, nếu hắn kiên định không thay đổi, vậy liền để hắn đi thôi. Ngữ khí của hắn mặc dù có chút tiếc hận, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Ồ! Ngươi tự hồ đối với ma tổ đánh giá rất cao. Hàng tuyệt hỏi. Tà thiên đế nói, không sai, nếu như thiên địa sơ khai sau đạo ma chi tranh, là ma tổ thắng, hắn chính là đạo tổ, bây giờ thiên đạo chưa hẳn kém hơn, vị này ma tổ trong lòng một mực có hoành nguyện, cũng không phải là chỉ là đơn thuần mạnh lên, hắn đối với hòa bình cũng có khát vọng. Bàn cổ khai thiên tích địa trước, trong hỗn độn ba nghìn ma thần cũng không phải là đều hiếu chiến, vị này ma tổ chính là ghét chiến tranh tồn tại một trong, làm sao thân bất do kỹ. Hàng tuyệt trầm mặt. Nghe tự hồ lại là một cái bi thương cố sự. Tà thiên đế cười nói, tạm thời không cần đi quản ma tổ, tự có người đối phó hắn, về phần thác nghi, trẫm cảm thấy hắn có đại khí vận, không chỉ có là hắn, còn có di thiên, rất nhiều lần tuyệt cảnh, hai người này đều dựa vào chính mình vượt qua, tại trẫm trong nhận biết, người tài ba một mực trở về từ cõi chết, còn không ngừng mạnh lên đều là người có đại khí vận, mà lại trẫm có một loại cảm giác, Thác Nhi cùng Di Thiên về sau sẽ rung động toàn bộ hỗn độn, bọn hắn chưa hẳn so ngươi kém. Hàng Tuyệt cười ha hả hỏi, thật sao? Hắn đột nhiên minh bạch hàng thác vì sao ủy khuất. Một bên là đối với hắn điên cùng đánh máu gà tà thiên đế, một bên là hàng tuyệt phụ thân như vậy. Ha ha ha, thác nhi mạnh lên, ngươi vị phụ thân này cũng không phải được nhờ, đúng, ngươi không phải còn có một vị nhi tử sao? ngươi nếu là không muốn mang, có thể giao cho Trẩm Tà Thiên Đế mặt lộ vẻ chờ mong. Hắn đối với hàng tuyệt vị kia thần bí tiểu nhi tử thế nhưng là rất chờ mong, vậy mà có thể dẫn tới hàng thác huyết mạch cộng hưởng, chí ít thiên tư tại hàng thác phía trên. Hàng tuyệt tức giận nói, ngươi làm sao nhìn chầm chầm vào con của ta, tiểu tử kia tư chất không được, cùng hàng thác căn bản không thể so sánh, mà lại mẹ hắn cả ngày mang theo hắn, không nỡ để hắn rời đi. Có đúng không, đáng tiếc, Trẩm cảm thấy tư chất của hắn nhất định được, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi về sau có cơ hội lại cho đến thủ hạ ngươi, vì ngươi khai cương khoách thổ. Lời này của ngươi nói đến, trẫm giống như tại chiếm tiện nghi của ngươi giống như. Nào có nào có, thiên đế bệ hạ đại công vô tư, ta sao dám như vậy muốn. Tiểu tử thúi, quên ngươi trước kia tại trẫm trước mặt là cỡ nào tất cung tất kính, cánh cứng cáp rồi, không cho trẫm mặt mũi. Làm sao có thể? Hai người bắt đầu đấu võ mồm, lẫn nhau nụ cười trên mặt đều không có biến mất. Hàng tuyệt mở to mắt, cùng tà thiên đế trò chuyện xong, hắn liền từ bỏ muốn tìm ma tổ tính sổ suy nghĩ trước thả hắn một đoạn thời gian. Hàng Tuyệt đang muốn nhắm mắt tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ kỳ quái ba động. Hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn đi. Ánh mắt xuyên qua từng tòa kiến trúc, rơi trên phù tang thụ, chỉ gặp phù tang thụ bốn bề không gian dãy dụ kịch liệt. Hàng Tuyệt lập tức đi vào phù tang thụ trước, hắn vừa muốn hành động. Phù tang thụ đột nhiên biến mất. Mấy vạn trượng cao phù tang thụ đột nhiên biến mất, tạo thành đánh vào thị giác cực lớn, trên cây đạo tràng thủ vệ, a đại, tiểu nhị, hắc ngục kê nhau nhau rơi xuống, tất cả đều một mặt mộng bức cùng lúc đó hàng tuyệt bất an trong lòng đi theo biến mất hắn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai lúc trước hắn tâm thần không yên cũng không phải là bởi vì hàng thác mà là bởi vì phù tan thụ hắn vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh cũng không có phát hiện cường địch thần bí hắn cũng không dám tùy tiện đuổi theo nếu thật là có đại năng thần bí xuất thủ cái kia có thể xuyên qua đạo tràng trận pháp được nhiều đáng sợ hàng tuyệt vứt xuống một câu liền biến mất các ngươi tiếp tục tu luyện việc này coi như chưa từng xảy ra hắn trở lại trong đạo quán bắt đầu suy tính rất nhanh hắn liền bắt được phù tan thụ phù tan thụ dù sao xa yếu tại hàng tuyệt hàng tuyệt đều không cần vận dụng diễn hóa công năng dựa vào chính mình liền có thể tính chỉ là hàng tuyệt không nghĩ tới phù tan thụ vậy mà đã cách thiên đạo xa như vậy sao thái sơ lĩnh vực còn xa phù tan thụ xuất hiện tại một mảnh tràn ngập cuồn cuộn hỗn độn chi khí lờ mờ không gian bên trong bốn phía không có sinh linh nó nhánh cây bắt đầu rung động lá cây không ngừng thoát ly đi theo hóa thành cho bụi hình thành một chút xíu ánh sao thắp sáng tình huống chung quanh hàng tuyệt cũng không có tính tới mặt khác tồn tại chẳng lẽ là phù tang thụ chính mình muốn rời khỏi có thế nó nào có bản lãnh này là ai trợ giúp phù tang thụ chạy ra bách nhạc tiên xuyên cần khấu trừ 10 triệu ước năm phải chăng tiếp tục sáng tạo đạo giả tiếp tục hàng tuyệt tâm chìm vào đáy cốc không gian bản nguyên phù tang thụ mãnh liệt muốn hóa hình xúc động không gian bản nguyên tại ý nguyện của nó dưới phù tang thụ đi vào hỗn độn khu vực nguyên thủy chuẩn bị thân hóa vạn vật bằng vào đại đạo công đức hóa hình hàng tuyệt nhìn thấy nghề này tin tức thần sắc không khỏi phức tạp phù tang thụ xác thực rất sớm trước kia liền đề cập qua muốn hóa hình nhưng nó chính là thái cổ thần thụ có đặc thù quy tắc chế ước cho dù là đại đạo thánh nhân hàng tuyệt cũng vô pháp trợ nó cưỡng ép hóa hình hắn đưa ra qua để phù tang thụ từ bỏ thân cây ý kiến nhưng phù tang thụ không có lập tức đồng ý hàng tuyệt vốn định hỏi thăm phù tang thụ có thế cũng không biết nên hỏi cái gì bây giờ đạo tràng đã không cần phù tang thụ cung cấp linh khí nếu hắn không giúp đỡ được phù tang thụ sao không để phù tang thụ đi truy tìm con đường của mình Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Hắn cũng không phải thương tâm, chỉ là có chút cảm khái. Hàn Thác, Phù tan Thụ, Đạo Chí Tôn ba người, Chu Phàm bọn người cũng bắt đầu một mình đảm đương một phía, có mình muốn theo đuổi đường. Bọn hắn không còn là cần dựa vào Hàn Tuyệt che chở kẻ yếu. Đã như vậy, vậy ta liền đối với các ngươi ôm lấy chờ mong, chờ mong các ngươi tương lai phải chăng có thể cho ta kinh hỉ, bất quá các ngươi là không thể nào siêu việt ta. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng kiên định phù tan thủ biến mất ở trong bách nhạc tiên xuyên tạo thành oanh động bất quá hàng tuyệt không nói gì rất nhanh các đệ tử cũng sẽ không tiếp tục nói về việc này bọn hắn coi là phù tan thủ biến mất là hàng tuyệt cách làm hàng tuyệt thì tiến vào tu hành trạng thái thời gian cứ như vậy mỗi năm trôi qua thương hải tan điền tuế nguyệt như thoi đưa năm vạn năm thoáng qua tức thì hàng tuyệt mở to mắt chậm rãi đứng dậy mấy trăm năm trước huyền đô thánh công truyền âm cho hắn nói chờ hắn bế quan kết thúc tiến về càng khôn điện Hàng Tuyệt trực tiếp nhảy vào càng không điện bên trong, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, sau đó truyền âm cho thánh nhân khác. Ngồi tại Huyền Đô Thánh Tôn bên cạnh, Hàng Tuyệt khẽ cười nói, gần đây tu vi tăng trưởng không ít nha. Huyền Đô Thánh Tôn mỉm cười nói, toàn bằng thiên đạo khí vận, không chỉ có là ta, thánh nhân khác cũng có tiến bộ. Tại thiên đạo khởi động lại trước, các thánh nhân đếm rõ số lượng chục tỷ năm, tu vi đều chưa hẳn sẽ tăng trưởng. Rất nhanh, thánh nhân khác lần lượt đến. Thiên đạo lại nhiều thêm một vị tân thánh, đến từ Phật môn, chính là sớm đã nổi tiếng thần uy Phật tổ bây giờ Phật môn đã ba vị thánh nhân. Cầu Tây Lai bắt đầu phát lực. Đối với cái này, thánh nhân khác đã không còn gì để nói, thần uy Phật tổ sát thực lợi hại, vô luận là tu vi, khí vận, hay là uy danh, tại đương kim tiên giới đều tính riêng một ngọn cờ, ngay cả hắn đều không thể chứng đạo mà nói, thật sự là không thể nào nói nổi. Hàng tuyệt trước kia liền nghe nói qua thần uy Phật tổ tên, hôm nay còn là lần đầu tiên thấy tận mắt. Từ khi thần uy thiên thánh tên truyền ra, thần uy Phật tổ lại bị cho rằng là thần uy thiên thánh đệ tử thần uy Phật tổ cũng không có phủ nhận qua, hắn đã từ cầu Tây Lai nơi đó biết được Phật môn xếp hàng. Đợi tất cả thánh nhân tọa hạ, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, trước tiên nói một chút trước đó trăm phương thiên địa kết minh, đã sơ bộ đạt thành đồng minh ước định, về sau cùng tiến cùng lui, thiên đạo xem như chủ yếu minh chủ một trong. Hàng tuyệt đối với giữa thiên địa giao tế không có hứng thú, thế là điều tra bưu kiện xem xét. Đồ tôn của ngươi sở thế nhân truyền bá Phật lý, Phật chi đại đạo tăng cường. Hảo hữu của ngươi khổng tức thần quân gặp phải hảo hữu của ngươi đế gian tập kích, bản thân bị trọng thương hảo hữu của ngươi đế tuấn cùng đại năng thần bí luận đạo đạo hạnh tăng trưởng hảo hữu của ngươi tần linh dung hợp thiên đạo khí vận tập được thiên đạo thần thông hảo hữu của ngươi thiên ách đại đế gặp phải đại năng thần bí tập kích hảo hữu của ngươi vận mệnh đạo nhân quan trắc hỗn độn vận mệnh trường hà cảm ngộ vận mệnh chi đạo hảo hữu của ngươi tỳ thiên lão tổ cảm ngộ nhân quả đại đạo đạo hạnh tăng trưởng con của ngươi hàng thác đến đại năng thần bí chỉ điểm tập được đại đạo thần thông hảo hữu của ngươi di thiên đến đại năng thần bí chỉ điểm tập được đại đạo thần thông vòng bằng hữu càng phát có ý tứ đặc sắc cái này cũng có thể nhìn ra hỗn độn thế cục ngay tại phong vân biến ảo hàng tuyệt bỗng nhiên nhíu mày đại đạo lượng kiếp sẽ không sớm a à. không đến mức chỉ cần hồng mông ma thần không ra đại đạo lượng kiếp liền sẽ không mở ra nhiều nhất sớm xuất hiện mấy lần phổ thông lượng kiếp hàng tuyệt nhìn thấy hàng thác di thiên đều tập được đại đạo thần thông xem ra lục viên ma tổ vẫn có chút đồ vật đối với hai vị hậu bối cũng là chăm chú dạy bảo hắn tiếp tục nhìn xuống đi huyền đô thánh tôn cũng nói xong cùng với những cái khác thiên địa kết minh sự tình việc này được cho đại công đối với thiên đạo tại hỗn độn phát triển có đẩy mạnh tác dụng việc này hoàn toàn là huyền đô thánh tôn chủ đạo cho nên càng thêm chứng minh huyền đô thánh tôn anh minh cùng năng lực tân thánh bọn họ đối với huyền đô thánh tôn đều tràn ngập kính sợ không hổ là có thể cùng thần uy thiên thánh bình khởi bình tọa đại năng huyền đô thánh tôn tiếp tục nói gần nhất hỗn độn lại xuất hiện hai cổ cường đại thế lực một là cổ hoang bên trong trốn tới ma tổ hắn ngay tại trắng trận chiêu binh mãi mã thu nạp đối tượng chủ yếu là tuổi trẻ thiên kiêu việc này thiên đạo cần đề phòng nhiều hơn hay là vĩnh hằng thần tộc vĩnh hằng thần tộc đều là vĩnh hằng thần linh cái gọi là vĩnh hằng thần linh chính là một loại siêu thoát thần linh mặc dù không bằng đại đạo thần linh như vậy nắm giữ quy tắc nhưng cũng vô cùng cường đại vĩnh hằng thần linh tên như ý nghĩa vĩnh hằng tồn tại mỗi một vị vĩnh hằng thần linh đều là giết không chết tồn tại nâng lên ma tổ lúc chư thánh liếc nhìn tiêu đại đế tiêu đại đế mặt không biểu tình phản phất ma tổ không có quan hệ gì với hắn hàng tuyệt thì đối với vĩnh hằng thần linh cảm thấy hứng thú hắn nhớ kỹ đế tuấn chính là vĩnh hằng thần linh hẳn là đế tuấn cũng không giết chết như thế nào tru sát vĩnh hằng thần linh hàn tuyệt ở trong lòng hỏi thăm Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh phải chăng tiếp tục tiếp tục tru sát nó bản tôn cùng vĩnh hằng đạo quả vĩnh hằng đạo quả cái gọi là đạo quả càng giống là hỗn độn quy tắc liền như là thánh cảnh hỗn nguyên đạo quả đạo quả chính là pháp lực ngưng tụ sản phẩm khắc có thần thông muốn chứng đạo liền phải để đạo quả cảm ngộ đại đạo lục xác thành hỗn nguyên Vĩnh Hằng Đạo Quả đại biểu cho Vĩnh Hằng Quy Tắc. Quy tắc cùng đại đạo lại nên như thế nào khác nhau? Hàng Tuyệt không có tiếp tục vận dụng diễn hóa công năng, những vấn đề này, hắn có thể tại trong tu hành tìm kiếm đáp án, không cần thiết lãng phí tuổi thọ. Chư Thánh bắt đầu thảo luận như thế nào đề phòng hai cổ cường đại thế lực tiếp cận, Vĩnh Hằng thần tộc tạm thời có thể mặc kệ, khoảng cách thiên đạo xa xôi, nhưng ma tổ liền không giống với, trong thiên đạo thế nhưng là có vô số kẻ ma tộc, ma tu tồn tại. Tiêu Đại Đế nói, ta sẽ thống nhất tốt ma đạo, sẽ không cho ma tổ cơ hội cầu tây lai âm dương quái khí mà nói không biết tiêu đạo hữu cùng ma tổ phải chăng còn có liên hệ tiêu đại đế khẽ nói nếu thật có thiên đạo kiếp nạn lúc ta đã sớm rời đi làm gì đau khổ trong coi thiên đạo thánh nhân khác cảm thấy có lý thế hệ trước thánh nhân cơ hồ đều cùng riêng phần mình bối cảnh chặt đứt liên hệ mặc dù về sau lại lần nữa kết giao nhưng bọn hắn đã không còn đối với những đại đạo thánh nhân kia nghe lời răm rắc bây giờ bọn hắn thuộc về thiên đạo tiếp tục quán triệt là thiên đạo mà chiến tu hành tinh thần đây là biện pháp tốt nhất tất nhiên có thiên kiêu bị đào đi chúng ta có thể bảo đảm là đại bộ phận thiên kiêu tâm hệ thiên đạo. Vô pháp thiên tôn mở miệng nói. Thánh nhân khác nhau nhau mở miệng. Hàng tuyệt không có xen vào, những chuyện này để hắn cũng không cảm thấy hứng thú, hắn lười nhát nhúng tay, tin tưởng các thánh nhân có thể xử lý tốt. Huyền đô thánh tôn cố ý tìm đến hắn, đoán chừng phía sau còn có đại sự. Ngay tại chư thánh thảo luận thời điểm, ngoài điện truyền đến một đạo không gì sánh được âm thanh vang dội. Ta chính là bàn cổ hậu duệ, hạ chí tôn, hôm nay chuyên tới để kiêu chiến thánh nhân. Lời vừa nói ra, chư thánh biểu lộ trở nên cổ quái. Hàng tuyệt vui vẻ. Còn có loại này trò hay nhìn. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Hạ Chí Tôn là đệ tử của ai? Trưởng Cô Tinh lúng túng nói, thần cung thiên kiêu, hắn tư chất cực cao, ở trong thần cung cũng coi như số một số hai, từ khi hắn ở trong thần cung đánh khắp vô địch thủ về sau, tâm tính bành trướng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn cảm thấy mình có thế siêu việt nó tổ bàn cổ. Siêu việt bàn cổ. Các thánh nhân mặc lộ vẻ kinh thường. Vô Pháp Thiên Tôn nói, giết đi, miễn cho ngày sau trở thành mầm tai vạ. Trượng cô tinh vội vàng nói, kẻ này mặc dù cùng vọng, nhưng không dễ giết, hắn chỉ là muốn thử một chút thánh nhân lực lượng, không đáng trực tiếp tru sát, huống hồ hắn như trưởng thành, cũng là thiên đạo một đại chiến lực. Từ đố đạo âm dương quái khí mà nói, không giết, vậy dù sao cũng phải trừng trị một chút, nếu không thánh nhân uy nghiêm ở đâu, hôm nay đến một vị hạ chí tôn, ngày sau lại tới một vị trần chí tôn, khổng chí tôn, đường chí tôn, chẳng phải là lộn xộn. Không sai, khiêu chiến thánh uy, nhất định phải trừng trị để nó chuyển thế trùng tu. Quá độc ác đi, bồi dưỡng một vị thiên kiêu cũng không dễ dàng. Thiên đạo còn thiếu thiên kiêu. Mấu chốt là chúng ta muốn hay không xuất thủ, xuất thủ chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ. Chư Thánh bắt đầu thảo luận lên hạ chí tôn. Hàng tuyệt im lặng, nói, không cần bởi vì nhỏ mất lớn, xem hắn kế tiếp là gì hành vi, làm tiếp định đoạt đi. Hắn thấy, đây chính là một chuyện nhỏ, không cần thiết trở thành chư Thánh cùng nhau thảo luận tiêu điểm. Chư Thánh xấu hổ cười một tiếng, sau đó tiếp tục thảo luận chuyện lúc trước cùng lúc đó ngoài điện một tên nam tử mặt bạch bào đứng ở trong hư không hắn tướng mạo tuấn lãng khí vũ hiên ngang trong lúc giơ tay nhất chân tản ra cường giả khí phách hạ chí tôn thần cung thiên kiêu số một hắn tự nhận cũng là thiên đạo thiên kiêu số một từ hắn thành tựu đại la lên tung hoành tiên giới bốn chỗ kiêu chiến cường giả chưa từng chiến bại qua tu vi của nó cũng một mực tại cao thăng tốt mười vạn năm hắn còn đi qua hỗn độn sông sáo trong cùng cảnh giới vẫn không có gặp được địch thủ hắn đột nhiên muốn kiêu chiến thánh nhân nhưng ở trong hỗn độn mênh mông, muốn gặp được thánh nhân sao mà khó. Hắn chỉ có thể trở lại thiên đạo, chí ít biết được thánh nhân cũng ở ngoài Tam thập Tam tầng thiên. Vì sao không để ý tới ta? Hạ Chí tôn nhíu mày, hắn cũng biết tu vi của mình có chút đường đột, nhưng hắn thật sự là khắc chế không được muốn khiêu chiến thánh nhân cảm xúc. Hắn lâm vào cảnh lưỡng nan, Tam thập Tam tầng thiên ngoại từng cái thánh nhân đạo tràng thế nhưng là có đệ tử đang tu luyện, đều là tiên giới cường giả, nếu là hắn cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là mất mặt, để chúng sinh chế nhạo nếu như hắn mạnh mẽ xông tới thánh nhân đạo tràng, chẳng phải là đắc tội thánh nhân. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là một đám thánh nhân đối thủ. Hạ Chí Tôn trong lòng có chút hối hận. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục chờ đợi. Mấy canh giờ về sau, các thánh nhân thương thảo xong như thế nào cũng cố các thiên kiêu đối với thiên đạo trung tâm. Huyền Đô Thánh Công nhìn về phía hàng tuyệt, nói, thiên đạo khởi động lại đã có trăm vạn năm, cũng nên có lần thứ nhất lượng kiếp, vốn nên nhất lên lượng kiếp tầng linh lại không tại thiên đạo bên trong. Cùng thiên đạo khởi động lại trước khác biệt, bây giờ lượng kiếp chủ yếu là để chúng sinh phát tiết, lập tức mặc dù hòa bình, nhưng có rất nhiều người tu hành lợi dụng hòa bình quy tắc ức hiếp nhỏ yếu. Chân chính thái bình thịnh thế rất khó thực hiện. Hàng tuyệt hỏi, lượng kiếp ra sao hình thức? Huyền Đô Thánh Công nói, ta suy nghĩ liên tục, trực tiếp vén chiến, không phải chuyện tốt, cấp độ kia lượng kiếp quy của ứng theo cựu thiên đạo cùng nhau mất đi, ta dự định lấy nhân tộc, thần cung, Phật môn làm chủ, để tần linh chuyển thế trở thành một tên phàm nhân, bởi vì thổ thiếu thời chịu đủ cực khổ, tộc nhân bị Phật môn đệ tử hàng yêu phục ma lúc ngộ sát, mang theo dạng này thân thế cơ duyên xảo hợp gia nhập thần cung, trở thành thiên kiêu. Tần Linh vì báo thù, muốn lật đổ Phật môn, trong lúc đó, mặt khác thánh nhân giáo phái, chủng tộc có thế gia nhập, hoặc là duy trì Tần Linh, hoặc là duy trì Phật môn, Phật môn cũng là nghĩ gắn bó hòa bình quy tắc. Một trận đại chiến về sau, Phật môn lượng kiếp chi tử tự vẫn bỏ mình, phát ra hoàn nguyện, gây nên chúng sinh buồn yêu, kiên định thiên đạo hòa bình chi tâm, Tần Linh ngộ đạo, đạo tâm thông thấu, hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện chính mình ủ thành nặng sai, liền quy y Phật môn, ngày sau phát dương Phật môn hòa bình chi Phật lý kịch bản này không tệ. Hàng tuyệt trong lòng hài lòng, tương đương với cho Tần linh mạ vàng, độ danh khí. Tiền kỳ khả năng Phật môn bị phỉ nhổ, nhưng lượng kiếp sau khi kết thúc, Phật môn sẽ lần nữa tẩy trắng, thậm chí thu hoạch được đại lượng đệ tử nô nức tấp nập gia nhập. Tần Linh chính là hàng ngọc bảo bối nhất đồ tôn, hàng tuyệt tự nhiên không thể để cho Tần Linh ăn thiệt thòi. Hàng tuyệt nói, Tần Linh nhục thân lưu tại ẩn môn, hồn phách chuyển thế, tại hắn báo thù lúc đánh không lại Phật môn đại năng, lòng sinh tuyệt vọng, sau bị Lý Huyền Áo thông tri nó kiếp trước bối cảnh, thế là tiến về bách nhạc tiên xuyên vì cầu lực lượng cường đại ta trả lại nhục thân nó để hắn thoát ly phàm trần nỗi khổ đồng thời khôi phục thực lực kết thúc lượng kiếp huyền đô thánh tôn tán tháng nói chủ ý này hay mặt khác thế hệ trước thánh nhân đi theo đồng ý cầu tây lai cũng không có ý kiến nhìn như phật môn ăn thịt thòi nhưng lượng kiếp chỉ cần thuận lợi phật môn ít lợi ngược lại là lớn nhất bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật phật môn chủ yếu lý niệm chính là vì chúng sinh thái bình thế hệ mới thánh nhân cũng thần sắc cổ quái đây chính là lượng kiếp chân tướng thánh nhân đã định ra toàn bộ quá trình bao quát kết cục tân thánh hồi tưởng lại trong truyền thuyết những cái kia lượng kiếp không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực từ nơi sâu xa tự có định số vô pháp thiên tôn cười nói vừa vặn ngoài cửa không phải có một vị lỗ mãn hậu bối nếu như không để cho hắn đánh với tần linh một trận lại lưỡng bại câu thương đương thời hai đại tuyệt đỉnh thiên kiêu là tranh đoạt thánh vị cùng một chỗ vẫn lạc trở thành giai thoại vạn thế lưu danh mang theo dạng này truyền kỳ bối cảnh chuyển thế không càng có khắc sâu ý nghĩa cầu tây lai cười nói ta tán thành trượng cô tin muốn nói lại thôi đây là muốn hạ chí tôn chết a à. bất quá cũng còn chưa xong chết hết lượng kiếp sau khi kết thúc còn có thể phục sinh nhưng hắn sợ bị các thánh nhân bày một đạo trượng cô Tinh nhìn về phía Hàng tuyệt ánh mắt có chút xin giúp đỡ chi ý Hàng tuyệt nói ta cảm thấy có thể thực hiện kiếp sau hạ chí tôn chính là tần linh tại thần cung tốt nhất huynh đệ hai huynh đệ cùng nhau đối kháng phật môn cuối cùng trở về thần cung ngụ ý chính là hắn muốn bảo đảm hạ chí tôn các thánh nhân đừng có đùa mánh khóe trượng cô tinh thở dài một hơi hướng hàng tuyệt ném đi ánh mắt cảm kích thánh nhân khác nhau nhau tán dương hàng tuyệt nhân đức tấn thần thấy âm thầm cảm thán xấu xí quyền lực a hạ chí tôn còn dính đến bàn tâm dù sao cũng là bàn cổ hậu duệ đáng tiếc bàn tâm gần nhất không tại thiên đạo không trải qua đến hàng tuyệt đồng ý vậy liền không có vấn đề lượng kiếp đã có thể bắt đầu chuẩn bị lượng kiếp sự tình liền định ra như thế hàng tuyệt biến mất tại nguyên chỗ hắn vừa đi các thánh nhân đều trầm tĩnh lại bắt đầu cười cười nói nói, không có lúc trước như vậy nghiêm túc. Lý Thái cổ ý vị thâm trường nói, trưởng cô tinh, ngươi đối với thần cung quản giáo hay là quá nới lỏng, hôm nay hạ chí tôn có thể đào thoát một kiếp, hàng tiền bối còn có thể lại cứu vị thứ hai hạ chí tôn. Trưởng cô tinh giận dữ nói, xác thực nên chặt chẽ quản giáo. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi giáo huấn hạ chí tôn. Hôm nay thánh nhân thương nghị, hắn mặt mũi xem như vứt sạch. Trở lại trong đạo quán, hàng tuyệt báo mộng cho chu phàm, đem lượng kiếp sự tình nói cho chu phàm, lại để cho nó chuyển cáo tần linh, để Tần Linh nắm chặt thời gian trở về. Tần Linh tại trong lượng kiếp sẽ ăn khổ, nhưng lượng kiếp sau khi kết thúc sẽ thu hoạch được khổng lồ thiên đạo khí vận, có thể tăng dài tu vi, đồng thời kỳ danh tại thiên đạo bên trong vạn thế lưu truyền, không ngừng hấp thu tín ngưỡng, chỗ tốt vô tận. Đây chính là thánh nhân sao? Có ý tứ. Hàng Tuyệt mở to mắt, tự lẩm bẩm. Không thể không nói, dạng này không định người khác vận mệnh thậm chí chúng sinh vận mệnh cảm giác rất mỹ diệu, trách không được các thánh nhân trầm mê trong đó. Hàng Tuyệt không tính thiện nhân, nhưng cũng không phải ác nhân, dạng này lượng kiếp thiết lập hắn thấy rất tốt, dù sao cũng so tích xúc mâu thuẫn, sớm muộn loạn trật tự tốt. Muốn làm cho cả thiên đạo bảo trì tốt đẹp phát triển xu thế, dù sao cũng phải có chỗ hy sinh. Hàng Tuyệt bắt đầu quan trắc thiên đạo, đem chúng sinh muôn màu thu vào trong mắt. Tiên giới, chư thiên vạn giới quan hồn đúng là tăng nhiều, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng tới thiên đạo đại thế, nhưng tăng tốc xác thực không thể lạc quan. Trách không được Huyền Đô Thánh Tôn muốn bắt đầu trù bị lượng kiếp.